Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần, một bản tin rất là quen thuộc của chương trình chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thì thông thường bản tin của chúng ta sẽ có đầy đủ 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá lại toàn bộ tình hình kịch bản, những cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích, đã nhận định trong bản tin video số 126 về thị trường chứng khoán Việt Nam. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích điểm qua một số các cái nhóm ngành, các cái mã cổ phiếu cơ bản rất là quen thuộc của team chúng ta. Và phần thứ ba thì Hùng Lê sẽ có một vài ý nhận định về xu hướng của thị trường cũng như cái kịch bản mà thị trường của chúng ta sẽ đi ở trong cái tuần cuối cùng của tháng 10, và chúng ta sẽ bắt đầu bước sang tuần của tháng 11, và như vậy là tính đến cái thời điểm của năm dương lịch của chúng ta thì nó chỉ còn khoảng 2 tháng nữa. Và trước khi mà đi vào cái phần điểm tin chính thì Hùng Lê xin phép có khoảng 10 đến 15 phút để chia sẻ cái chương trình Hành trình về miền Trung thân yêu. Và chương trình này thì được tổ chức bởi cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thông qua cái sự đóng góp ủng hộ của cộng đồng nhà đầu tư, thông qua cái sự đóng góp ủng hộ của bạn bè, người thân, của tổ dân phố. Và chúng cái hình ảnh mà các anh chị đang xem ở đây, đó là một cái hình ảnh được chụp từ hiện trường của đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt, và chúng ta thấy rằng những cái hình ảnh nó rất là tang thương, nhà cửa rồi nhà cửa, và chúng ta cũng có thể thấy rằng là tất cả những cái công cụ đồ ăn và những cái vật nhu yếu phẩm của người dân miền Trung thì gần như đã bị bão lũ cuốn trôi đi. Và những trang sách của những em bé tại vùng lũ thì đã bị gọi là bùn đất. Và đây là những cái hình ảnh mà chúng ta có thể nói nó rất là cảm động, và rất rất nhiều những cái đoàn thiện nguyện, những cái đoàn tình nguyện của khắp mọi miền của Tổ quốc đã hướng về đồng bào miền Trung. Và tại vì sao thì Hùng Lê đến ngày hôm nay thì Hùng Lê mới chính thức phát động cái chương trình của chúng ta cách đây 2 ngày, và Hùng Lê đã làm một cái video. Và cái video này thì các anh chị có thể xem ở trên kênh YouTube của chúng ta. Đó là chương trình Hành trình về miền Trung. Thì ở trong cái chương trình này thì Hùng Lê cũng đã nói rất là chi tiết về cái hành trình của chúng ta. Chúng ta sẽ làm như thế nào, chúng ta sẽ đi đến đâu, và tất cả mọi cái câu chuyện về hành trình về miền Trung. Thì Hùng cũng có chia sẻ lại với tất cả những anh chị em cộng đồng Chiến binh trên từng con sóng. Thì chương trình Hành trình về miền Trung thân yêu được Hùng Lê hội ý cùng với tất cả những anh chị em ở trong team, và đã quyết định tổ chức cái chương trình này. Và cái đơn vị tổ chức chính là cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, chính là cái cộng đồng mà Hùng Lê hàng ngày, hàng tuần đang có những cái phân tích, đang có những cái gây dựng. Và cái mục tiêu để chúng ta xây dựng một cái cộng đồng chứng khoán ngày càng lớn mạnh, đó, ngoài cái công việc chúng ta đầu tư về chứng khoán Hùng đã có chia sẻ rồi, chúng ta sẽ có thêm những cái tấm lòng nhân ái, thêm những cái hành trình để đi về, không chỉ là cái câu chuyện là cứu trợ đồng bào bị bão lụt, mà sau này chúng ta có thể có những cái chương trình về vùng sâu, về vùng xa, về những cái vùng mà các bạn trẻ, các trẻ em của chúng ta, các bạn thiếu niên nhi đồng của chúng ta gặp những cái khó khăn, thì chúng ta có những cái phần quà, chúng ta có những cái chương trình thiện nguyện như vậy thì nó sẽ rất là ý nghĩa trong cái cuộc sống và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và cái thời gian mà chúng ta dự kiến xuất phát đó là sáng ngày 31 tháng 10. Thì Hùng Lê cũng như ban tổ chức sẽ tổ chức sẽ quyên góp, và cái tiền quyên góp được các anh chị thì chúng ta sẽ chuyển sang các cái nhu yếu phẩm, ví dụ như là gạo, ví dụ như là mì tôm, lương khô, rồi có thể là nước mắm, có thể là muối mắm, đại loại là những cái nhu yếu phẩm rất là cần thiết cho người dân sau vùng lũ. Và cái Hùng cũng đã để cái chi tiết, cái tài khoản công khai trực tuyến để nhận cái sự ủng hộ của cộng đồng nhà đầu tư. Chủ tài khoản là Lê Mạnh Hùng và số tài khoản là 31002-0549-5558 tại ngân hàng Agribank chi nhánh Từ Liêm. Và tất cả cái chương trình này thì đã được Hùng Lê chuyển thể lên kênh YouTube và ở trên fanpage chính thức của chúng ta, trên group Facebook, đó là
chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, hành trình về miền Trung, và ông Lê cũng đã có những cái nội dung rất là cơ bản. Và trong cái chương trình này thì Hùng Lê sẽ là người trực tiếp sẽ từ cái câu chuyện là quyên góp, sau đó thống kê, chuyển thể sang các cái nhu yếu phẩm cần thiết. Và đoàn xe của chúng ta sẽ đi từ Hà Nội và đi vào thành phố Quảng Trị. Và sau đó thì sẽ có những cái ban công tác ở trong đó. Và chính thức thì Hùng Lê sẽ là người từ đầu hành trình cho đến kết thúc hành trình thì Hùng sẽ ở trên cái hành trình này. Hùng không giao cho ai cả. Và chính thức Hùng sẽ làm cái việc đó. Và dự kiến sẽ có khoảng tầm 4 ngày tại mảnh đất Quảng Trị của chúng ta. Và trên cái hành trình đó thì chúng ta cũng sẽ cần rất nhiều các cái bạn tình nguyện viên. Thì các anh chị đang ở mảnh đất Quảng Trị của chúng ta, hoặc là các anh chị là có thể thu xếp được thời gian thì sẽ bố trí cùng với Hùng Lê để chúng ta có được một cái hành trình thiện nguyện nó ý nghĩa. Vâng. Và sau hai ngày thì đến thời điểm hiện tại là đến trưa ngày hôm nay thì bạn thư ký bạn đã tổng hợp lại tổng cái số tiền mà chúng ta phát động quyên góp được đến 12 giờ trưa nay ngày 23 tháng 10 là 85 triệu các anh chị nhá. Và rất là vui, rất nhiều những anh chị em nhà đầu tư cũng đang có những cái chương trình nhỏ, thì sau khi mà xem được cái video clip hành trình về miền Trung thân yêu tập 1 của Hùng Lê, đây tập 1 phần 1, thì các anh chị đã chủ động liên hệ với Hùng Lê để cùng chung sức, tức là sẽ tổ chức lại, góp gọn lại trong một cái chương trình này. Thì đấy là một điều rất là tuyệt vời. Và một cái điều tuyệt vời hơn nữa đó là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ở nước ngoài, thì những anh chị đang ở Đức, ở Mỹ, rồi ở Nhật và ở Hàn Quốc thì cũng đã có những cái cuộc liên hệ với Hùng để có thể một phần những cái kinh phí của kiều bào Việt Nam, của những người con tha hương sẽ chuyển vào trong cái chương trình này của chúng ta. Và như vậy là cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài cũng dành hết niềm tin, dành hết trọn vẹn cho cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, tất cả những anh chị em đang ở Việt Nam của chúng ta chung tay để gây dựng trước hết trong cái đợt này, đó là đi về miền Trung, và sau đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái hoạt động thiện nguyện để giúp cho cái cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Thì Hùng Lê xin phép là có 10 phút để chia sẻ như vậy. Và trong cái chương trình hành trình về miền Trung thì Hùng đã để lại tất cả về các cái thông tin, số tài khoản, và chúng ta sẽ chung tay một phần là các anh chị có thể sẽ chuyển khoản để ủng hộ chương trình. Và một phần nữa thì Hùng Lê cũng rất mong, đây là cái này nó rất là quan trọng, rất mong các anh chị vào cái fanpage của chúng ta ở Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, và các anh chị bấm vào nút chia sẻ, tức là chúng ta chia sẻ cái bài viết này lên trên tường cá nhân, rồi lên trên các cái hội nhóm, các cái cộng đồng, để làm sao đó chúng ta quyên góp được một cái số tiền nó là tốt nhất, nó là tối ưu nhất, và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển thể tất cả cái số tiền mà chúng ta quyên góp được để chúng ta đi vào miền Trung. Ok, thì Hùng Lê có một vài cái ý chia sẻ về cái chương trình hành trình về miền Trung thân yêu. Thì chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là phần huy động, phần chiến dịch, đó là phần mà Hùng Lê đã làm về mảng truyền thông tại tổ dân phố, tại bạn bè, tại người thân, và đặc biệt là cộng đồng của chúng ta đang tổ chức ở đây, đó là chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ có là tổng kết lại là số tiền chúng ta quyên góp được bao nhiêu, và chúng ta sẽ phân thành bao nhiêu suất quà, mỗi suất quà nó sẽ có những cái gì đó. Và sau đó phần hai sẽ là phần hành trình đi từ thành phố Hà Nội của chúng ta và đi vào đến Quảng Trị. Phần thứ hai. Phần thứ ba là phần tất cả những hình ảnh, rồi thực tiễn cái việc mà chúng ta phân phát các cái hàng cứu trợ đến với đồng bào miền Trung
tại tỉnh Quảng Trị thì chúng ta sẽ có phần thứ ba, đó là tất cả những cái hình ảnh về hiện trạng ở trong đó, rồi cái cách mà chúng ta tiếp cận đến chính quyền và cái cách mà chúng ta đưa quà đến tận tay đến người người dân, và những cái đối tượng mà ban tổ chức sẽ hướng đến đó là những hộ gia đình nghèo, cận nghèo, những hộ gia đình chính sách, và có thể là những hộ gia đình bị thiệt hại nặng như là có người mất tích, có người chết. Đó thì tất cả những cái phương án đó, và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái video để tổng kết lại, tổng kết và đánh giá những cái gì chúng ta được, những cái gì chúng ta chưa được, những cái gì vướng mắc, thì sẽ có 3 phần như vậy. Thì Hùng Lê sẽ làm đầy đủ và chi tiết đủ 3 cái phần việc như vậy. Ok, chúng ta hết 10 phút, và bây giờ thì Hùng sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đi đánh giá và phân tích, nhìn nhận lại toàn bộ những cái kịch bản mà thị trường trong tuần vừa qua. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày 16 tháng 10 thì Hùng Lê đã ra bản tin video số 126, trong đó phân tích thị trường chứng khoán tuần từ ngày 19 đến ngày 23. VN Index test cung và không gãy ở vùng 935 điểm trong cái hành trình về mốc M3 970 điểm đến vùng 975 điểm. Đối với chỉ số VN30, chỉ số phái sinh thì ở cái ngưỡng test tích lũy sâu nhất ở khoảng vùng 885 điểm, và dòng tiền thì sẽ tiếp tục nằm lại ở banh trụ, và cái dòng tiền này nó sẽ có cái sự luân chuyển đó. Và trên 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 cái bản tin tuần ở trên cái nhóm không chat, cái room không chat, đấy là cái room mà chỉ có Hùng Lê được chat ở trên này đó. Những anh chị nào chat thì bị phạt 50.000 và chúng ta đóng quỹ để cuối năm chúng ta sẽ có một cái quỹ để chúng ta đầu năm mới chúng ta sẽ có một quỹ để lì xì cho tất cả các thành viên ở trên room. Thì Hùng có đánh giá lại toàn bộ cái nhóm ngành cổ phiếu khu công nghiệp các anh chị nhá, bắt đầu từ mã cổ phiếu thứ nhất đến mã cổ phiếu thứ 12. Cổ phiếu thứ nhất đến cổ phiếu thứ 12, và sau đó thì Hùng có chia sẻ lên trên. Các anh chị có thể đây trên cái tab cộng đồng, ở trên cái tab cộng đồng ở đây thì Hùng sẽ bắt đầu sẽ có những cái bài viết đó, bài viết về hành trình về miền Trung, và đây là đây Hùng cập nhật lại hết tất cả các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành khu công nghiệp ở đây, và các anh chị hoàn toàn có thể xem được ở trên này. Bởi vì là trong cái bản tin của chúng ta không đủ thời gian thì Hùng có cập nhật lại đấy tất cả các mã cổ phiếu về nhóm ngành khu công nghiệp. Và sau đó thì Hùng có nói đến một cái bản tin phân tích tuần, đó là chúng ta có những cái thông tin tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á đã có những cái điểm giao dịch tích lũy khá là ổn định. Đối với chỉ số VN Index tuần thì nó đã giao dịch rất là thành công và đưa cái chỉ số này tiệm cận về vùng kháng cự 945 đến 950 điểm, và những cái việc mà rung rung lắc ở trong cái phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu của tuần cũ thì đấy là một cái sự vận động rất là thông thường của thị trường. Và tuần mới thì chúng ta sẽ quan sát các cái điểm hỗ trợ ở biên 935 đến 940 điểm của VN Index. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta đã break được cái nền 880 và hướng về cái mốc kháng cự 900 điểm, và chính vì vậy cái mốc này nó trở thành một cái trụ đỡ rất là quan trọng cho thị trường. Và trong tuần mới thì đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ quan sát ở những cái ngưỡng hỗ trợ sâu ở khoảng vùng 885 điểm. Về các nhóm ngành thì chủ đạo thì Hùng Lê vẫn đánh giá là các trụ và nhóm La Cáp vẫn là một trong những cái nhóm ngành hút dòng tiền rất là mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn trên cái yếu tố tổng hợp về thị trường thì chủ đạo là tạo lập đang kéo thị trường, mà muốn kéo thị trường đi được thì chỉ có trụ nhóm La Cáp. Nhóm banh cũng sẽ là một trong những cái trụ, mà một cái nhóm ngành mà để tạo lập sẽ sử dụng ở trong trong thị trường trong tuần mới. Cùng với đó thì cũng có đánh giá thêm ở nhóm P và nhóm xây lắp. Tuy nhiên trên thực tế thì trong tuần vừa qua nhóm P vẫn chưa hút được dòng tiền, và nhóm xây lắp thì đang có xu thế hướng tạo nền xong cái câu chuyện chỉnh và bắt đầu bẻ lại trend, thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết. Đối với các chỉ báo chung thì trên trend ngày thì tất cả các bộ chỉ báo là đang ở vùng quá mua, còn trên cái xu hướng tổng thể, tức là Hùng sẽ có đánh giá cái xu hướng tổng thể các anh chị. Cái xu hướng tổng thể là một xu hướng rất là quan trọng trong cái phân tích cái lòng của thị trường, trong cái nội tại của thị trường. Thì cái xu hướng tổng thể là chúng ta thấy rằng là chưa có xuất hiện cái tín hiệu đảo pha xu thế, tức là chưa có cái tín hiệu để đảo pha xu thế short đó, chưa có cái tín hiệu đảo pha xu thế là thị trường giảm, mà trend chủ đạo vẫn là trend long.
tức là trend của toàn thị trường chủ đạo vẫn là trend long. Và tuần giao dịch mới thì có một vài cái câu chuyện kính chúc đó, thì đấy là toàn bộ những cái kịch bản cơ bản nhất của thị trường. Và trong một tuần thì trên cái phân tích của ông Lê thì nó có rất là nhiều thông tin ở trên này, và các anh chị gần như chỉ thấy những cái phân tích của ông Lê đó, thì chúng ta sẽ tra soát lại được tất cả những phân tích ở trên này có đúng có sai, các anh chị có thể xem lại. Và đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy trên biểu đồ của VN Index thì chúng ta thấy rằng là cả một tuần, đây là cái điểm xanh này, chính là cái điểm xanh đứng này là điểm mà chúng ta ra video số 126, và trong một tuần thì cái Hùng nó vẽ một cái vòng cung, và các anh chị thấy là gần như chỉ số VN Index của chúng ta nằm trên cái vòng cung này, và test cung rất thành công ở trên vùng 935 điểm, và đây là tiền đề để cho VN Index của chúng ta công lại vùng 945 điểm đến vùng 950 điểm. Và trong phiên kết tuần là một phiên rất là tuyệt vời, VN Index đã thoát cái vùng 950 điểm để đi về vùng 960 điểm. Và trong một cái hành trình mà Hùng Lê đang đề cập đến cái mốc M3, đó là vùng 970 điểm đến 975 điểm. Đối với chỉ số VN30 thì chỉ số này rất là khỏe, và chúng ta thấy dòng tiền liên tục thiết lập ở một cái góc độ 163 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì đây là một cái dòng tiền cực kỳ lớn, cực kỳ là khủng. Chính vì vậy nên là cái câu chuyện mà thị trường có những cái tiền dòng tiền giao dịch rất là tốt ở trên thị trường. Và trên góc độ về phân tích kỹ thuật thì Hùng cũng đã đưa ra cái vùng 885 điểm, và anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là cái vùng mà VN Index của chúng ta gần như VN30 gần như chỉ bám biên ở trên cái trụ đỡ vùng 900 điểm rất là quan trọng này. Và VN30 thì đã có một cái hành trình rất là tuyệt vời trên gọi là có một cái tuần giao dịch rất là thành công trên cái hành trình mà công về mốc 945 điểm đến 950 điểm, song trùng với phái sinh cũng như vậy từ vùng 900, và chúng ta đang hướng đến một cái trend long của mốc M3 ở vùng 945 đến vùng 950 điểm. Còn đối với phái sinh tí nữa Hùng sẽ phân tích trên góc độ M5 nến M5 cho các anh chị, bởi vì là trên cái trend ngày thì phái sinh thì chúng ta sẽ cơ bản là chúng ta sẽ phân tích cái trend chủ đạo thôi, còn những cái điểm long short của chúng ta thì nó sẽ nằm ở trên cái biểu đồ M5 đó. Và cái mấu chốt vấn đề nó cũng nằm từ phiên giao dịch ngày hôm qua các anh chị nhé, nó nằm từ phiên giao dịch ngày hôm qua, khi mà cái vùng trụ đỡ đó, cái trụ đỡ của thị trường, view nhỏ lại, cái trụ đỡ của thị trường khi mà cái đoạn vượt được cái vùng 900 điểm xong thì các anh chị nhìn thấy đây, nó bám biên rất là khỏe luôn và tăng lên, và sau đó thì lại bám lại cái biên vùng 905 đến vùng 906 điểm ở trong phiên giao dịch ngày thứ năm. Đây là phiên giao dịch ngày thứ tư bám vùng 900 điểm, phiên giao dịch ngày thứ năm bám vùng 905 điểm. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có rất nhiều đội đánh short nhưng mà sau đó đã bị SL, chắc chắn là như thế, bởi vì khi đó thì mọi người nghĩ là cái vùng 930 điểm nó sẽ rất là căng, nhưng chúng ta thấy rằng cái biên 925 điểm đến 930 điểm đấy là cái biên mà cả buổi sáng ngày hôm nay Hùng Lê chỉ ăn xong và chỉ nhìn cái biên này thôi để chúng ta định lượng xem là có gãy 925 điểm không. Đó, đó, ví dụ như vậy, đây các anh chị có thể xem đây, 925 điểm phá trình đó, cách đây 7 giờ, cách đây 7 giờ đó, tức là chúng ta chỉ tập trung để đi cái mốc 925 điểm phiên giao dịch ở đây để chúng ta xác nhận xem là có hay không cái câu chuyện là trụ đó. Đấy, 925 điểm, 11 giờ. À đây là 10 giờ, đây 10 giờ đó, phái sinh hiện tại lập cáp đây, đó. Và tất cả những cái phân tích này thì nó là phân tích trực tuyến, và chỉ có những cái tài khoản mà anh chị đã chuyển về team của Hùng Lê thì sẽ đọc được những cái này. Và một phần thì Hùng đã chia sẻ lên room, các cái room cộng đồng, ví dụ như room R8. Các anh chị đã tham gia những cái room cộng đồng của Hùng Lê thì cũng có nhận được những cái phân tích đó. Bởi vì trong phiên thì Hùng Lê rất là bận nên các anh chị cũng rất là thông cảm. Trên các room cộng đồng thì Hùng sẽ, các anh chị nhận các cái thông tin một chiều từ Hùng, còn các cái câu hỏi của anh chị thì có thể là phải hết giờ giao dịch thì Hùng mới có thể trả lời được. Đó, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết về các cái nhóm ngành của chúng ta, để chúng ta xem là trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta đang giao dịch như thế nào, đúng không ạ? Ok, đầu tiên chúng ta sẽ nói về VIX đó. Thì đối với VIX là một cái mã cổ phiếu mà Hùng không có phân tích khuyến nghị đầu tư. Tuy nhiên Hùng đã đưa ra cho các anh chị được các cái ngưỡng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Và chúng ta thấy rằng là VIX là chúng ta đã có vòng thứ 3. Và trong cái vòng thứ 3 này thì vùng hỗ trợ của VIX ở đây 90 đến 92
và đánh về vùng kháng cự 96.5. Và trong kịch bản phân tích của bản tin video số 126, các anh chị có thể xem lại, đó là VIX sẽ có những cái điểm test lại cung. Đây, những cái hình vẽ này thì nói chung mô phỏng nó như vậy. Và những cái điểm test cung thành công ở vùng 96.5 nó sẽ trở thành một cái trụ đỡ. Thì chúng ta thấy rằng là 3 phiên và VIX nằm trên vùng 96.5. Và phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà dòng tiền đã bắt đầu kéo lại trụ VIX, và phiên ngày hôm nay thì dòng tiền tiếp tục lan tỏa với một cái khối lượng giao dịch trên 1,5 triệu cổ phiếu đối với mã cổ phiếu VIX. Thì với xu hướng hiện tại như này thì trong cái ý đồ tạo lập thì VIX xu hướng sẽ kéo về vùng 110. Anh chị có thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Rồi Vinhome trong thời điểm hiện tại thì nó chưa thực sự là mạnh, và Hùng cũng có tìm ra cho anh chị một cái điểm hỗ trợ, đây là điểm 75. Trong bản tin phân tích tuần thì cũng có đề cập đến cái vùng 75.7 đến khoảng vùng 76, và khi về đến vùng này thì gần như là Vinhome cũng đã có những cái điểm chỉnh về mặt kỹ thuật rất là đẹp ở đây, và có hai phiên hút dòng tiền, và ở những cái điểm long này thì sẽ đưa Vinhome quay về lại vùng kháng cự ở đây. Và chúng ta sẽ quan sát cái vùng kháng cự của cổ phiếu này ở khoảng vùng 81 đến vùng 82 các anh chị nhé, để xem có vượt được không. Nếu không vượt được thì Vinhome lại có những cái điểm test chỉnh quay trở lại. Đối với mã cổ phiếu VRE, VRE thì tín hiệu hiện tại là tương đối ổn định và tương đối tốt. Từ cái vùng hỗ trợ của VRE đây, vùng giá 27, dòng tiền tiếp tục duy trì. Ngày phiên ngày hôm nay thì VRE có một cái dòng tiền khá là tốt. Trên góc độ ngắn hạn thì VRE sẽ gặp lại cái vùng kháng cự ở đây là vùng 29, tức là VRE sẽ đi từ cái vùng hỗ trợ ở đây, ở những cái vùng hỗ trợ ở đây và đi về vùng 29, gặp vùng kháng cự 29 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái vận động tiếp theo của VRE ở vùng này. Cổ phiếu Sabico. Đối với SAB thì trong tuần vừa qua cũng không có nhiều đột biến, chủ yếu là Sabico đi ngang, và chúng ta dò tìm cái vùng giá mục tiêu, gọi là cái vùng giá hỗ trợ của Sabico ở đây là vùng giá 185. Thì khả năng xu hướng là Sabico từ vùng 185 này thì cái lực cầu sẽ bắt đầu quay trở lại và sẽ đánh cổ phiếu tăng trở lại để kéo điểm số về thị trường. Và Sabico cũng là một cái mã cổ phiếu thiên về giữ nhịp của thị trường là chủ đạo thôi, còn khi nào mà có những nhịp đẹp thì chúng ta sẽ mua một ít để chúng ta uống bia. Và gặp lại cái vùng kháng cự ngắn của cổ phiếu Sapeco ở vùng 195. Rồi cổ phiếu Vinamilk, các anh chị, những ai đã mua Vinamilk ạ? Nếu mà những anh chị nào mà đã mua Vinamilk thì vui lòng comment giúp Hùng Lê vào dưới cái bản tin tuần này nha các anh chị, để Hùng Lê biết được là các anh chị đã mua Vinamilk rồi, rất là đẹp. Trong kịch bản mà chúng ta phân tích Vinamilk ở đây, con bò sữa, đó là Vinamilk sẽ có những cái điểm test lại cung ở vùng 105 đến khoảng vùng 106.5. Và các anh chị thấy rằng 2 tuần Vinamilk đi ngang siết chặt ở quanh cái vùng tích lũy này, và phiên ngày hôm qua thì chạm đúng cái vùng hỗ trợ 105 và sau đó thì có một cây nến rút chân lên. Và trong phiên ngày hôm nay thì Vinamilk đã có một cây nến xanh đẩy lên rất là đẹp, một mức tăng rất ấn tượng và một cái lực cầu trên 2 triệu cổ phiếu. Thế thì cái cách mà các anh chị khi Hùng hướng đến cho các anh chị đó là gì? Chúng ta sẽ tìm ra một cái nền hỗ trợ, và từ cái nền hỗ trợ đó thì các anh chị cứ túc tắc mua, túc tắc mua đủ cái số 30% chúng ta định mua. Và từ cái vùng hỗ trợ đó, nếu như cổ phiếu mà bị gãy xu thế thì chúng ta bán cắt. Tức là cái câu chuyện ở Vinamilk Hùng sẽ nói sâu ở chỗ này. Vinamilk, nếu trường hợp Vinamilk khi chúng ta gom ở cái vùng 105-106 và có một cái cây nến đỏ dài như thế này, thì cái vùng 30% mà chúng ta mua gom vị thế chúng ta sẽ phải bán đi, bởi vì như vậy là xu hướng bị sai và chúng ta dự báo sai xu hướng cổ phiếu đó. Nhưng ngược lại, trong phiên ngày hôm nay thì Vinamilk chúng ta sẽ mở điểm mua full hoặc điểm mua hết ở trong phiên ngày hôm nay. Và trong phiên ngày hôm nay thì cũng đã khuyến nghị các anh chị trong team của Lê đã có vị thế, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ mở mua điểm mua hết đối với Vinamilk, rất là đẹp đó. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã ngành hàng không. Hàng không thì Hùng sẽ điểm nhanh qua thôi, VDC không có gì cả. Hỗ trợ của em ý ở đây 103, vùng 103-103.5, và kháng cự của VDC nằm ở vùng 107-108. HVN hiện tại thì xu hướng của trong tuần vẫn là một cái xu hướng chỉnh giảm. Và em này thì em đang về lại vùng hỗ trợ 24-25 ở đây thì nó đang có những điểm bật lên. Tuy nhiên những điểm bật này sẽ gặp lại ở vùng 26, đây là vùng kháng cự rồi.
thì chúng ta cũng lưu ý ACV trong trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích về mã cổ phiếu ACV, các anh chị có thể xem lại đây. Trong bản tin tuần trước thì Hùng cũng đã có phân tích rồi, ACV khuyến nghị mua rồi. Đây, Hùng sẽ cho các anh chị thấy, chúng ta sẽ có một đây ACV 8 ngày trước các anh chị nha, lúc đó là 21 giờ ngày 15 tháng 10. Khi đó thì Hùng có phân tích, các anh chị nhìn thấy đây không ạ? Có một cái cây nến xanh ở đây này và vùng hỗ trợ này, tạo cây nến doji này. Và phiên ngày mai, tức là phiên ngày 16 tháng 10 thì chúng ta có thể mua, và ngày hôm nay là ngày 23 tháng 10. Đó, và chúng ta nhìn thấy đây, đây chính là cái thời điểm Hùng ra cái khuyến nghị mà chúng ta có thể canh mua ACV, đúng không ạ? Và sau đó 30% vị thế của chúng ta đi vòng ngã một tuần, và phiên ngày hôm nay chính là phiên mở điểm mua hết, điểm mua full của chúng ta. Đó, trong cái hành trình mà ACV có thể đi về vùng 68 đến vùng 70. Còn ngược lại, nếu như sau cái điểm mua gom này của chúng ta, ACV nó thõng xuống một cái như thế này, ok, chúng ta chấp nhận đó là chúng ta sai, Hùng Lê sai, đúng không ạ? Rồi, ok, được cho anh chị. Đó, chúng ta luôn luôn nó là như vậy, để chúng ta có một cái hành trình nó rất là thẳng thắn với nhau trên một cái con đường mà chúng ta đi phân tích. Chúng ta không nói tài, chúng ta không nói giỏi. Đó, cổ phiếu AST Hùng cũng đã khuyến nghị đầu tư, khuyến nghị mua ở trong một cái biên 48 đến 49, vùng 49 đến vùng 50. Và hiện tại thì trong một tuần thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này chưa bị gãy. Đó, vẫn còn có cơ hội, tức là có thể là phiên ngày thứ hai tuần tới nó lại là có một cây nến xanh như này. Ví dụ đây Hùng, ví dụ nha các anh chị, nến xanh như này với một cái lực cầu nó khoảng tầm trên 200.000 cổ phiếu thì ok, chúng ta sẽ mở điểm mua hết ở phiên này. Nhưng ngược lại, nếu như có một cái cây nến mà nó gãy mất cái vùng 49 ở đây, ok, chúng ta bán, chúng ta chấp nhận cắt lỗ, bởi vì đấy là tư duy của chúng ta bị sai. Nhất trí chưa cả nhà? Ok nhá. Rồi, cổ phiếu BVH, trụ BVH. Ở mấy ngày hôm nay thì Hùng Lê làm cái chương trình về miền Trung nên cũng khá là mệt, gần như là cái thời gian vừa tư vấn vừa làm về truyền thông rồi tất cả các thứ, nói chung là một tay quay cũng rất là mệt. Và hồ phiên trong cái buổi livestream tối nay thì nói vẫn đang rất là sung, như vậy thì các anh chị cũng phải cảm thấy rất là hạnh phúc rồi, bởi vì là Hùng Lê đã làm hết mình về cộng đồng của chúng ta, thì Hùng cũng mong rằng là cộng đồng của chúng ta cũng sẽ hết mình để mình tự chung tay để mình làm cái cộng đồng của chúng ta lớn hơn, đúng không ạ? Rồi, ở mã cổ phiếu BVH thì Hùng đã có đánh giá cách đây khoảng 2 tuần về cái lực đi và xu hướng của BVH, khả năng vẫn là một cái xu hướng up. Thì trong tuần vừa qua, từ cái vùng hỗ trợ của BVH ở đây vùng 50, sau đó thì chúng ta nói đến vùng 53, vượt vùng 53 thì trong tuần thì có một cái cây nến, có một cái phiên lấp ở đây này. Cái phiên lấp này là cái phiên lấp của tạo lập, nó đánh hơi là khó chịu. Về mặt lý thuyết, thì chúng ta vẫn phân tích về tâm lý hành vi, tức là khi BVH bị gãy ở vùng 53 thì chúng ta sẽ có thể phải hạ tỷ trọng, bởi vì như vậy là cái xu thế của chúng ta có thể sai. Còn nếu chúng ta cầm dài hơn thì chúng ta có thể chờ lại về cái vùng hỗ trợ của 50, tức là khi mà cổ phiếu mà gãy vùng 53 thì nó sẽ có những cái xu hướng test lại cung ở thấp hơn. Ở vùng 50 thì về bản chất ấy, là những cái vùng này của chúng ta thì nó cũng đang khá là gần nhau, thì về BVH là chúng ta vẫn có thể cầm được lại được. Và trong phiên ngày hôm nay thì xu hướng của BVH như này là ổn định rồi các anh chị, nó đã test lại cung một lần thứ hai và sau đó thì đã đánh bay qua mốc vùng 55.5. Và BVH thì xu hướng trong tuần tới kỳ vọng đánh về vùng 6x. Và về đến vùng 6x thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái sự vận động của BVH, và BVH là một cái trụ kéo rất là tốt ở trong cái thời điểm hiện tại. Cổ phiếu Mansan MSN thì rất là mạnh, và khi mà Hùng có phân tích cái câu chuyện của Mansan ở vùng 82 82 ở đây, và trong bản tin tuần thì Hùng cũng có đề cập đến câu chuyện là cổ phiếu này sẽ có xu hướng lấp lại vùng 75 một lần nữa. Đó, vùng lấp lại vùng 75 một lần nữa thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là một cái cây nến mà nó lấp, nó hơi, tức là cái trong cái phiên này cái kịch bản của Mansan thì Hùng vẫn còn nhớ, tức là cả phiên đỏ và cái phiên lấp, tức là cái điểm lấp này, điểm kéo xanh này là điểm ATC, điểm kéo xanh này là gần ATC. Và những cái điểm lấp của Mansan ở vùng 75 rất là đẹp, và chính vì vậy nên là cổ phiếu này đã công lại về vùng 80 và vượt thoát về vùng 80 thì Mansan sẽ có xu hướng đánh chạm lại về vùng, trong ngắn hạn là sẽ đánh chạm lại về vùng 88 đến vùng 90. Với cái lực đánh dòng tiền như hiện tại thì Mansan rất có thể là sẽ đi về đến vùng 88 đến 90, và đến cái vùng này thì cổ phiếu có xu hướng là sẽ chỉnh trang nghỉ ngơi ở đây, và có thể nó sẽ test lại vùng vùng cái sự vận động thông thường nó sẽ test lại vùng 80.
nghỉ ngơi ở vùng này trước khi có thể đánh vượt thoát đường này hay không, thì cái vùng kháng cự 98 đến vùng 88 đến vùng 90 thì anh chị lưu ý đối với cổ phiếu Masan. Còn Masan thì Hùng cũng đã có khuyến nghị chốt lời ở trên room ở vùng 81 đến vùng 82. MWG, ok các anh chị, MWG thì phiên ngày hôm nay sau chia thì MWG đã đi về lại ở cái vùng 110, và bản thân thì Hùng cũng đã có phân tích cái cổ phiếu MWG, đây đang là một cái sóng lên. Và các anh chị nhìn thấy các cái mũi tên chỉnh giảm, và sau đó thì là các cái mũi tên mà chúng ta dò tìm lại những cái vùng giá mục tiêu. Ở trong cái bản tin có thể cách đây, cái bản tin ở đây này là những cái nhịp test chỉnh mà không gãy vùng 100 là đã chúng ta đã có cái mũi tên vàng này hướng đến target vùng 110 và nó mất 2 tuần. Thì trong những cái điểm mà đi lên vùng 110 này thì Hùng lại tiếp tục phải tìm lại cái vùng 104 đến vùng 105 không gãy thì chúng ta sẽ có vùng 110. Đó, phân tích kỹ thuật nó là như vậy. Chúng ta bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật hàng ngày. Và Hùng đang kỳ vọng chờ một cây nến xanh ngồi lên vùng 110. Thì đây là cây nến này thì cũng chưa được tạm gọi là cây nến khỏe. Mặc dù khối lượng của MWG hôm nay như vậy là tạm ổn. Thì kỳ vọng như nào ạ? MWG vẫn là một cái trụ kéo, vẫn là một cái trụ kéo, bởi vì thị trường muốn về vùng 7970 điểm đến 975 điểm thì sẽ cần những cái trụ kéo như vậy. Và MWG sẽ hướng đến cái điểm và điểm 110 đây thì nó sẽ kỳ vọng nó có những cái nón úp kiểu như này. Và sau đó thì những cái điểm tích lũy ở vùng 110 không gãy thì MWG có thể hướng đến vùng kháng cự tiếp theo, đó là vùng 120. Và MWG vẫn là một cái mã trụ trong cái yếu tố tạo lập của thị trường. Rồi, chúng ta phân tích mã cổ phiếu PNG, PNG. PNG, ok anh chị, PNG thì vẫn đang là một cái sóng lên. Và sau những cái phiên mà lực cầu đẩy rất là mạnh thì PNG có những cái điểm test. Và những cái điểm test này đó là điểm vùng 66.5, Hùng đã đề cập ở trong bản tin tuần trước, đúng không ạ? Vùng 66.5 đó là vùng mà PNG cho phép test cung. Và các anh chị thấy rằng một phiên này, hai phiên này, ba phiên gần như nó đi sát sát cái vùng 66.5 này. Đó không phải là bây giờ nó test như thế thì Hùng mới nói, mà Hùng đã nói trước ở đó. Tất nhiên là những cái mà Hùng đưa ra đó là những cái dự đoán, những cái dự báo thì nó có thể xít soát, nó không thể tuyệt đối, nó có thể xê dịch đi một tí. Nhưng chúng ta có những cái dự báo như vậy để chúng ta không tránh, chúng ta không mua những cái phiên như này mà chúng ta chờ vùng 66.5 để chúng ta mua thì có phải ổn hơn không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta lợi về giá vốn. Và đối với PNG thì vùng kháng cự trước mắt của nó ở khoảng vùng 7x. Về đến 7x thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật, và lúc đó thì Hùng sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái tiếp theo. Rồi mã cổ phiếu Bình Minh, BMP là mã cổ phiếu kéo phiên ATC các anh chị. Đây, BMP. Lúc đó khoảng mấy giờ đây thì Hùng cũng không có để ý, bởi vì lúc đó thì Hùng có quan sát cái điểm chỉnh. Đây cái hình ảnh mà lúc Hùng chụp cái này là cái cây nến xanh này nó chỉ nhú nhú này mới một tí đây, ở giá 54, lúc đó Bình Minh ở giá 54. Thì Hùng có quan sát thấy là Bình Minh sau cái điểm đạt target 60/60 thì có những vùng chỉnh kỹ thuật rất là đẹp, và dự là cái vùng 52.5 đến vùng 53 là cái vùng mà hỗ trợ của cổ phiếu này, và chúng ta bắt đầu canh mua lại 30% vị thế, và sau khi chúng ta có vị thế thì chúng ta sẽ mua tiếp, đúng không ạ? Và sau khi đó thì cổ phiếu Bình Minh đã tăng kịch trần, phiên gần ATC thì tăng kịch trần. Còn cái thời điểm Hùng ra đấy, cái ảnh đây các anh chị nhìn thấy đây đó, để chúng ta nói như vậy, đây cái cây nến xanh thì nó đang ở vùng 54.2 đó. Ok, chúng ta tiếp tục phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa. Chúng ta nói Bình Minh tiếp. Sau một cái phiên tăng mạnh như thế này thì theo Hùng là Bình Minh sẽ có những cái điểm trả cung về kỹ thuật, nó chưa tăng được ngay đâu, khả năng là sẽ ở khoảng vùng 55.5 đến khoảng vùng 56, nếu mà đẹp nhất thì nó trả về cung ở khoảng vùng 56, và sau đó thì những cái điểm trả cung này không gãy thì BMP sẽ tiếp tục công đi theo cái mô hình như thế này. Rồi cổ phiếu APH rất là nhanh các anh chị ạ, cổ phiếu thì nó sẽ rất là nhanh đó. Thì em này, cái vùng hỗ trợ của em này ở đây đó là vùng 70, và trong tuần thì gần như không gãy đó. Cái câu chuyện là cổ phiếu không gãy kỹ thuật thì anh chị đang cầm thì chúng ta cứ cầm thôi đó. Và hai phiên kết tuần dòng tiền vào, và dòng tiền vào như thế này là lại bắt đầu Hùng đã nhìn thấy cái sự êm ấm ở đây rồi. Những cái điểm bo cung rất đẹp ở khoảng vùng 71.5 đến vùng 72, và như vậy với tín hiệu này thì cổ phiếu sẽ công lại ở cái vùng, đây là vùng 75, và
khi nào có một cái nến vượt thoát vùng 75 với lực cầu khoảng đâu đó phải đạt được khoảng đâu đó khoảng gần 1 triệu cổ phiếu đi, thì như vậy là chúng ta sẽ có tiếp một cái hành trình tiếp theo. APH các anh chị nốt tay vào nhá. DAG thì chưa có gì đột biến các anh chị, một tuần vẫn là tiếp tục đi ngang. Mã cổ phiếu ba con na thì em này là tạo lập nó kém nên là Hùng đã nói rồi, chúng ta không nên tham gia. Nói chung là cứ đi miệt mài như này thì đi biết biết đến bao giờ đúng không các anh chị, bao giờ mới đích. Rồi cổ phiếu G, G là một cái mã cổ phiếu mà cũng đang chờ nó đổ để chúng ta mua lại, nhưng mà nó chưa đổ. Sau khi mà nó hoàn thành cái nhịp xổ số từ vùng 36 lên vùng 42, đối với vùng 36 đến vùng 42 là vùng đánh xổ số các anh chị nhá. Rồi xổ số kiến thiết G, và hiện tại thì G đang bám khá sát ở vùng 42, thì cái ý đồ của G như nào thì cũng chưa rõ lắm. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì Hùng sẽ chờ lại những cái điểm test kỹ thuật ở đây. Những cái điểm test kỹ thuật ở đây nó có thể là ở vùng 40, khả năng là chỉ có đến 41 thôi, chứ còn không 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 về sâu được. Đó, khoảng cái vùng ở trên này thì chúng ta chờ những cái điểm test kỹ thuật ở đây, và một phiên mà lực cầu quay trở lại và chúng ta nhìn thấy được cái xu hướng. Cái điều quan trọng nhất đó là xu hướng các anh chị. Có thể là chúng ta mua ở vùng 42 nhưng chúng ta vẫn có lãi, bởi vì chúng ta đánh giá đúng xu hướng là G đang ở vùng 42 và G sẽ tăng tiếp. Đó, nhưng ngược lại là chúng ta có thể chúng ta mua ở vùng 40 nhưng chúng ta vẫn bị lỗ, bởi vì chúng ta đoán sai xu thế, tức là về đến vùng 40 G bị gãy, G không hồi phục trở lại. Đó, cho nên là cái câu chuyện là chúng ta mua 42 hay 40 nó không quan trọng, quan trọng nhất đó là xu thế của cổ phiếu, xu hướng của cổ phiếu có đi được tiếp hay không. Đó. Rồi chúng ta đi phân tích một số các cái mã ngành của cổ phiếu nhóm ngành công nghệ FPT rất là ok. Nhóm ngành này là nhóm ngành đáng để đầu tư, vì sao? Kết quả kinh doanh tốt, ổn định. Sau một cái phiên đánh break đây thì Hùng đã có những cái dự phóng về cái câu chuyện là FPT sẽ chỉnh lại vùng 52, vùng 52.5, và các anh chị thấy một tuần cổ phiếu chỉnh, và đây chính là cái vùng mà chúng ta mua. Đó, chúng ta gom vị thế chứ không phải là đến lúc nó lên tầm trống ở trên này, những cái phiên đánh lên 54, 54 cộng mà chúng ta mua. Và phiên kết tuần là một phiên test tích lũy cực kỳ đẹp, khi mà em này em mới chỉ test về vùng 53.5 và sau đó thì kéo về gần sát ở vùng 54. Ở trên góc độ kỹ thuật thì FPT sẽ tiếp tục đánh, đó là về mặt xu hướng, nên các anh chị đã mua rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm để chờ đón cái mốc 56 đến vùng 57, thậm chí là có thể đánh về vùng 6x, nhưng mà cái về đến cái vùng đó thì chúng ta cứ từ từ. Quan điểm của Hùng là cứ từ từ, chúng ta đi xây cái target từ từ đó. DGW hiện tại là rất nhiều anh chị sốt ruột hỏi là em ơi thì có bán không, thì cái câu chuyện là các anh chị phải 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 xác nhận được xác xác định được một cái xu hướng của cổ phiếu, và xu hướng của DGW vẫn đang là xu hướng lên. Các cái điểm chỉnh kỹ thuật vùng 52 chưa gãy, thậm chí là có thể cho phép chỉnh về vùng 50, gãy 50 ok chúng ta bán tất toán, nhưng cổ phiếu vẫn nằm ở trên cái này, tại sao chúng ta lại cứ phải sốt ruột, và chúng ta sẽ chờ. Cái điểm cạn cung này là cái điểm thường trực của MWG của DDU, và sau đó thì có thể sẽ có một cái xu hướng về dòng tiền đột biến đây, giống như cái điểm này đó, cũng có vẽ mô phỏng một cái xu hướng dòng tiền đi lên, thì như vậy cổ phiếu cứ sừng sững đi lên thôi. Chưa gãy kỹ thuật. CMG, rồi mã cổ phiếu CMG cũng là một cái mã cổ phiếu về 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 công nghệ, và trong cái thời điểm hiện tại khi mà cổ phiếu này hoàn thành vùng 37 thì cũng đã có những cái điểm là dự báo về cái vùng có thể sẽ đi về đâu, 33 đến vùng 34.5, hình như vùng đánh bị sai, 34.5. Đó thì cái vùng này là cái vùng biên tích lũy, thì đây chính là cái vùng mà chúng ta có thể gom lại vị thế. Chúng ta có thể gom lại vị thế, và khi mà cổ phiếu chưa bị gãy thì chúng ta cứ chờ thôi. Đó, chúng ta cứ chờ thôi, chúng ta không có gì phải sốt ruột cả, đúng không ạ? Đúng không? Chúng ta sẽ chờ. Rồi. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp Novaland. Novaland không có gì đột biến các anh chị nhé, vùng 62 chưa gãy và cổ phiếu vẫn tiếp tục tạo lập. CTD, các anh chị, chúng ta cũng đang rất là quan tâm đến câu chuyện của CTD, và nhiều anh chị nhìn thấy cái lực hồi lên thế này là bắt đầu cắm đầu cắm cổ mua. Thì cái quan điểm của Hùng á, là khi cổ phiếu rơi nó không không phải nó đây đây là cái hình mô phỏng, không phải là nó cứ thế này là nó sừng sững nó đi lên được đâu các anh chị, nó cần rất nhiều thời gian đó, và cái vùng chúng ta hẳn cứ để cái cổ phiếu rơi hết đi đó, chúng ta cần chờ. CTD vẫn còn trong cái ngưỡng rủi ro.
Cổ phiếu HTN là một cổ phiếu rất là ok về mặt thế trận. Trong những cái phân tích mà có thể chúng ta nói rằng là cái những cái phân tích của HTN ở những cái vùng rất là thấp, từ vùng 20 đến vùng 21 ở đây, và chúng ta phân tích một sóng lên. Và hiện tại cái sóng lên này thì chúng ta đang hướng đến cột mốc ở vùng 29. Vùng 29. Đây, vùng 29. Thì trong trong tuần trước là cổ phiếu này đã suýt soát vượt biên 28 và sau đó công lại vùng 29. Và mất 2 tuần để công lại. Phiên ngày hôm nay thì HTN lại hơi xấu về cuối phiên, đó là nó bị không không giữ được cái vùng, nó tạo gap, nó tạo gap nhưng nó không giữ được cái vùng 28, nhưng giữ được cái vùng 28 thì nó sẽ tốt hơn. Ở trên góc độ ngắn hạn thì chúng ta sẽ chờ HTN ở vùng giá 29, và đây là một mã cổ phiếu cũng tương đối ổn định, tương đối tốt. HDC. HDC rồi, trong hành trình của chúng ta đó là hành trình cổ phiếu này đạt về target 24 và chỉnh trang kỹ thuật lại, thì chúng ta đang dò tìm lại cái vùng chỉnh trang của nó ở đây, đó là vùng vùng bao nhiêu đây các anh chị, vùng 21 đến vùng 22. Và trong tuần thì đã có phiên này, có phiên ngày thứ hai là có đi về sâu dưới biên 22, và trong đó cả một tuần thì về mặt xu hướng là cổ phiếu này nó cũng như vậy, nó chưa đi ngay được nhau với cái giao dịch dòng tiền nó đang đang bị cạn cung như này, thì nó sẽ là một cái tín hiệu tích lũy. Đường MACD đang cắm đầu đi xuống, cổ phiếu chưa tăng được anh chị ạ, cổ phiếu nó chưa tăng được, nó cứ phải bình tĩnh từ từ đó, từ từ rồi khoa sẽ nhừ, chúng ta sẽ quan sát thêm. Đây là một cái tín hiệu tạo nền của nhóm Midcap. Nhóm Midcap tí nữa cuối bản tin thì chúng ta sẽ đánh giá về nhóm Midcap HDG. Cổ phiếu HDG cũng như vậy, sau khi mà chúng ta hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 26, lượng cầu đang khá là thấp và HDG đang có xu hướng hình thành một cái lực bật ở đây. Dòng tiền bắt đầu đi ngang rồi và tín hiệu đường MAC đã bắt đầu đi ngang rồi, thì đấy là cái tín hiệu đầu tiên để giúp cho chúng ta nhận diện thấy được cái xu hướng. Và điều quan trọng hơn nữa là cổ phiếu này chạm vùng 23.7 đến vùng 24. Đây các anh chị thấy không ạ? Đây, vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Và một tuần đấy, nó cổ phiếu nó đi ngang như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ canh những cái điểm sát sát cái biên này. Đó, tùy vào kỳ vọng của các anh chị, Hùng chỉ đưa ra một con số nó tương đối như vậy. Và từ cái vùng này thì kỳ vọng là HDG sẽ đánh lại về vùng 26. Cái sự trở lại của nhóm Midcap nó sẽ giúp cho cái đội này nó sẽ tăng. Đó, đội này nó sẽ tăng và nó tăng vượt cái vùng 26, thì khi đó chúng ta sẽ đi xây dựng cái target tiếp theo. Cổ phiếu HBC. Ui, HBC đang như thế này là nó hơi xấu. Bởi vì cái vùng ở đây là cái vùng 11.2 thì chỉ chật mãi là phiên này lên được, nhưng mà hai phiên sau này tả lại. Hơi xấu thôi nhưng mà không phải là gãy chen. Đó, vẫn mọi thứ vẫn đang trong cái tầm kiểm soát của cổ phiếu này, và cái vùng hỗ trợ dài của cổ phiếu này ở quanh vùng 10.5. Các anh chị đang cầm, chúng ta tiếp tục cầm và chúng ta chờ, nếu mà cổ phiếu về 10.5 nó sẽ tích lũy tạo nền ở đây và chúng ta mua thêm ở vùng này. Đó, khi còn những cái tín hiệu kỹ thuật. Còn trong cái thời điểm hiện tại là cổ phiếu đang đi ngang những cái nền tích lũy như này, thì chúng ta bỏ qua những cái tín hiệu nhiễu ngắn này đi. Đó, chúng ta bỏ qua các anh chị nhé. Đó, còn chúng ta mà xem những cái tín hiệu ngắn ngắn như thế thì chúng ta suốt ngày mua mua bán bán. Bởi chúng ta nhảy theo tín hiệu thị trường mà. Đỏ là bắt đầu nháo nhào bán, xanh thì bắt đầu mua, xong đấy nó lại dí cho cái đỏ lại bán. Đó, cái vòng luẩn quẩn đấy là vòng rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta gặp lại. Rồi, cổ phiếu VCS chúng ta đang phân tích một sóng lên các anh chị. Một sóng lên của VCS từ vùng giá 55, sau đó là lên vùng 7x nó bươn qua được thì chúng ta bắt đầu lên đến vùng 8x. Và về bản chất là vùng VCS là mục tiêu của vùng 8x đã hoàn thành, và từ vùng 8x này thì cổ phiếu sẽ có những điểm chỉnh giảm về đây, đó là điểm chỉnh giảm ở vùng 75. Thì các anh chị thấy đây này, thực ra là cái mũi tên này là Hùng vẽ nó xa xa, nhưng mà bản chất vấn đề này đi lên này, test về 75 này, rồi lại công lại về vùng 80 này, rồi vùng 80 này, đây đang là nhịp công lại vùng 80 này, và có hay không cái câu chuyện là vượt thoát vùng 80 thì cũng sẽ cần chờ thêm. Và trên góc độ ngắn hạn thì tín hiệu hồi của VCS đang khá là đẹp, và mục tiêu 8x công lại lần 2 của VCS là hoàn toàn khả thi. Và ở trong một cái cách đi, cái dự báo đi về xu hướng của VCS đó là uptrend. Đó, quan trọng nhất là chúng ta dự báo được cái xu hướng của cổ phiếu, đó là xu thế up. Thì đối với tài khoản đang cầm VCS chúng ta cầm tiếp. Ok, tiếp tục nào. Đạt Phương đã khuyến nghị các anh chị mua rồi các anh chị nhé. Tất cả những tài khoản mà Hùng Lê đã có khuyến nghị rồi. Đạt Phương như thế nào? Chúng ta hoàn thành vùng giá 3x, sau đó thì chúng ta dò tìm lại cái vùng hỗ trợ của Đạt Phương. Đấy là sâu á,
thì nó sẽ ở vùng 25.5. Ở trên thì nó sẽ ở khoảng vùng 26 và dự kiến đây sẽ là cái vùng tạo nền của cổ phiếu. Và các anh chị thấy đây, một tuần đạt phương bò qua bò lại ở vùng 26 rất đẹp. Rất đẹp, và chúng ta vùng 26 là vùng mua cực kỳ đẹp luôn, và cái kịch bản này đã đưa cho các anh chị ở trong bản tin video tuần trước rồi, các anh chị có thể xem lại. Sau khi chúng ta mua được ở vùng 26 thì phiên ngày hôm nay là phiên mà chúng ta bắt đầu có thể tăng 50% tỷ trọng của cổ phiếu. D P G 16 ngày sau đó thì đây, khi mà đạt trong 16 ngày trước khi cổ phiếu đạt thì cũng đã có những cái phân tích về những cái vùng chỉnh kỹ thuật, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm chỉnh kỹ thuật để chúng ta có những cái phân tích. Và trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu đó, chúng ta có thể cân và cân 100% tài khoản trong phiên ngày hôm nay là những cái tài khoản nào mà đang cầm đạt phương. Ví dụ chúng ta cầm 1.000 chúng ta mua thêm 1.000, chúng ta cầm 10.000 chúng ta mua thêm 10.000, tùy cái sức mua của chúng ta, để chúng ta kỳ vọng rằng đạt phương sẽ bắt đầu có một cái sự hồi phục. Đây, tín hiệu dòng tiền bắt đầu đi lên rồi các anh chị, tín hiệu dòng tiền đi lên là ngon rồi. Rồi, mã cổ phiếu CRE. CRE là vòng này là chúng ta đánh vòng 3. Và cái vòng 3 này thì nó rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì cái vòng 3 này là cái vòng mà CRE đi nuột nà luôn. CRE, đó. Ở đây nó như là một cái cuốn nhật ký, 1 ngày, 19 ngày, 29 ngày, 29 ngày, 1 tháng, 1 tháng, đó. Nôm na nó là như vậy. Và cái cổ phiếu CRE thì chúng ta phân tích cách đây 1 tháng. Đó, phân tích 1 tháng là bắt đầu đã có những cái đấy, khuyến nghị nâng tỷ trọng đấy các anh chị. CRE tiếp tục nâng tỷ trọng này. Đấy là trong một cái nhịp phân tích tín hiệu như thế này là ok rồi. Đó, thì nó thành một cái cuốn nhật ký như vậy. Đối với CRE vòng 3 chúng ta hoàn thành vùng giá mục giá vùng giá 24, và sau đó thì CRE có một cái nón úp ở đây không gãy, và đây là những cái phiên mà bắt đầu những cái tín hiệu đẩy tiền vào của CRE, và đây là chính là những cái dấu hiệu mà để giúp cho chúng ta nhận diện tiếp theo xu hướng ở vùng 26. Và phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 26. Và với những cái động thái hiện tại như thế này thì CRE sẽ bắt đầu chạy vào nước rút, chạy vào nước rút, và rất có thể là sẽ chạy về vùng 28 đến vùng 3x. Thì trước mắt là chúng ta sẽ hướng đến cột mốc của vùng 28. Phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 thì có thể cổ phiếu này sẽ test lại ở vùng 26 một tí, test nhẹ nhàng. Test nhẹ nhàng ở vùng 26 không gãy thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái hành trình đi tiếp theo của cổ phiếu CRE ở đây. Cổ phiếu IDG như nào? IDG thì hơi xấu. IDG hiện tại là bị về bản chất là khi mà cổ phiếu này bị mất cái vùng hỗ trợ ở trên này này. Vùng hỗ trợ 14.5 là cổ phiếu đã có xu hướng chỉnh giảm rồi, và cái câu chuyện là khi cổ phiếu mất vùng hỗ trợ thì thường nó sẽ test lại ở những cái vùng thấp, vùng sâu để tạo lại đáy. Đó, thì các anh chị là cứ quan điểm là gãy kỹ thuật là chúng ta bán. IDC thì hiện tại cũng chưa gãy kỹ thuật vùng hỗ trợ vùng 12 và vùng kháng cự ở vùng 13, thì hiện tại đang đi ngang ở trong biên này thôi. Cổ phiếu CKG thì cũng đang đi ở trong một cái trend chủ đạo, và cái vùng hỗ trợ của CKG ở đây khoảng vùng 10.5. Cổ phiếu SEL hiện tại các anh chị cầm SEL thì đúng đang khá là sốt ruột, bởi vì là mãi em ấy không chịu đánh, nhưng mà không sao cả, một cái nền tích lũy đi ngang ở quanh biên 7.5 và chúng ta sẽ chờ để chúng ta hái quả ngọt thôi, chúng ta cũng không phải vội vàng cái gì cả, bởi vì SEL là một trong những cái đơn vị mà nắm được một cái quỹ đất ở vùng Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu đất bây giờ khủng hoảng luôn, cùng với đó là đất ở Kiên Giang, Phú Quốc lên thành phố, thì đấy là những cái mỏ vàng mà có thể là SEL sẽ có những cái dư địa để phát triển ở trong về mặt tương lai đó. Và cái vùng 7 là cái vùng mà đánh giá đang cổ phiếu của SEL ở vùng 7 là vùng mà để mua để chúng ta nắm được. Đối với cổ phiếu C32 vừa hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng giá 27.5 và dự kiến test lại vùng 24.5 đến vùng 25, và hiện tại thì đang có những phiên test tín hiệu kỹ thuật thì thiên về kịch bản là đi ngang và chỉnh giảm. Cổ phiếu nhà Từ Liêm đây các anh chị, nhà Từ Liêm như thế nào đây? Trong cái kịch bản của chúng ta phân tích đó là nhà Từ Liêm sẽ có thể có lại những cái phiên test kỹ thuật, có những cái phiên test kỹ thuật lại, và những cái điểm test này thì nó nằm được ở trên khoảng vùng 18 các anh chị nhỉ. Vùng 18 là hợp lý. Nằm được trên vùng 18 là hợp lý, và hiện tại thì dòng tiền nó đánh đang khá là rời rạc như thế này, thì xu hướng của cổ phiếu vẫn là xu hướng tích lũy đi ngang ở trên vùng 18 đến vùng 18.5.
Rồi, nhóm xây lắp xong, chúng ta sẽ đi sang nhóm dầu khí. Cổ phiếu GAT. GAT là một trong những cái trụ tạo lập của thị trường, và đối với hiện tại của GAT thì Hùng đang quan sát cái vùng hỗ trợ của GAT ở khoảng vùng 72 và vùng kháng cự của nó là khoảng vùng 76. Trong kỹ thuật ngắn hạn thì GAT đang có những cái điểm đi ngang như thế này thôi. Hiện tại tín hiệu dòng tiền và tín hiệu đường MACD và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy là GAT cũng chưa có nhiều động lực và có thể có những cái điểm test tích lũy ở khoảng vùng 73. Không gãy thì xu hướng của chúng ta sẽ có vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng 75 đến vùng 76. Cổ phiếu PVD. PVD một tuần không có gì nổi bật, đi ngang quanh vùng 11.3. PVS cũng hoàn toàn tương tự như vậy, ở trong một cái biên hẹp, đó cái biên kháng cự đó là bám sát ngang ở vùng 14 và dòng tiền tiếp tục cạn cạn cung. Thì cái câu chuyện cạn cung thì như vậy là cổ phiếu sẽ cần phải chờ những cái tín hiệu đánh vượt thoát lại vùng 14, và sau đó có một cái dòng tiền nó break mạnh ở đây thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo. PLX trong thời điểm hiện tại một tuần cũng không có nhiều yếu tố đột biến, đi ngang ở quanh vùng hỗ trợ 49. OI thì không có gì, vẫn là đi ngang ở quanh vùng 8. BSR. Dòng tiền nó hơi phập phù và vùng 7 vẫn là vùng mà cổ phiếu sẽ tiếp tục đi ngang. POVK vùng giá 10.1 và cái động lực mà để giúp cho POVK tăng ở trong giai đoạn hiện tại cũng không có nhiều, và nôm na là nó đi đi được trong một cái biên rất là hẹp, đâu đó khoảng vùng 10 đến vùng 11 gì đó. PVT nó là sau một cái điểm ở đây thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ quan sát lại vùng 13.5 đến vùng 14. Và trong ngắn hạn thì PVT sẽ hồi phục lại và sẽ chạm lại cái vùng kháng cự, đó là vùng 14 các anh chị. Vùng 14 ở đây sẽ là cái vùng kháng cự mà PVT sẽ quay trở lại. Dòng tiền hiện tại và tín hiệu kỹ thuật như này thì PVT cũng sẽ chưa có nhiều động lực để tăng. PET đang có những cái điểm test kỹ thuật ở đây ở quanh vùng 10. Và vùng 10 này sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Tín hiệu hiện tại dòng tiền đang cắm đầu như thế này thì cổ phiếu nó cũng sẽ khó khó để mà tăng tăng được. Chính vì vậy nên là cái xu hướng hiện tại của PET thì nó vẫn đang có những cái điểm test tích lũy ở đây thôi. Rồi chúng ta sẽ đi sang nhóm cổ phiếu nhóm banh Việt Vietcombank. Trong trong phân tích tổng thể của Vietcombank đó là xu thế tổng thể cổ phiếu này vẫn là xu thế up lên, tức là xu thế kéo, và cái vùng kéo dự kiến sau khi mà cổ phiếu kéo hoàn thành ở vùng, tức là vượt được cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 86.5 đến vùng 87, trong một cái nhịp mà Hùng phân tích ở đây từ vùng 82 lên vùng 85 đến vùng 86.5 ở đây. Và sau đó thì cổ phiếu đã chạm về vùng 88 và hiện tại thì đang có những cái nhịp test tích lũy về mặt kỹ thuật ở vùng đó, ở vùng ở đây thì chúng ta sẽ xây lại cái nền ở đây của Vietcombank. Có thể test chỉnh kỹ thuật ở khoảng vùng 85.5 85.5 đến khoảng vùng 86.5, tức là chúng ta sẽ để ở khoảng vùng 86. Đây sẽ là cái vùng đệm của Vietcombank để giúp cho Vietcombank tích lũy trở lại và công lại vùng 9x, và trong cái nhịp này chúng đang kỳ vọng là Vietcombank sẽ đánh chạm về vùng 92 đến vùng, thậm chí là có thể về lại cái vùng đỉnh cũ trong cái hành trình mà VN Index của chúng ta đi về vùng 970 điểm, thậm chí là có thể là 980 điểm trong nhịp này. Cổ phiếu BIDV. BID hiện tại thì đánh hơi là khó chịu một tí, và những cái điểm mua của chúng ta ở đâu đó khoảng vùng 41 đến vùng 41.5, thì đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu BID thì cũng không còn là lỗ nữa, đúng không ạ? Và thậm chí là chúng ta còn có mua thêm được ở những cái vùng ở đây, đó là những cái vùng điểm hỗ trợ khoảng vùng 40. Kháng cự hiện tại của BID và các cái điểm nhấn kỹ thuật của BID ở đây đó là vùng 42 không gãy thì cái cơ hội mà BID sẽ đánh lại về vùng 44. Nhìn trên ý đồ tạo lập và trên cái xu hướng của BID thì BID vẫn là một cái xu hướng uptrend và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở đây. Các anh chị đang cầm BID thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm tiếp theo. Cổ phiếu ACB, ACB là một cái mã cổ phiếu mà rất là tốt, và gần như thì ACB đã hoàn thành. Đó các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là một cái hành trình mà chúng ta đi phân tích một cái sóng lên của mã cổ phiếu ACB.
đó, lên 22 xong lên 24, 24 xong chỉnh không gãy kỹ thuật ở khoảng vùng 23 đến vùng 23.3, thì sẽ công lại về vùng 24, công vượt thoát vùng 24 thì chúng ta có vùng 26, tức là từ vùng 22 đến vùng 23 đến vùng 23.3 không gãy thì chúng ta có một cái mũi tên từ vùng này lên đến vùng 26. Và trong tuần vừa qua thì về bản chất là cổ phiếu này đã có những phiên đánh chạm đúng kháng cự, các anh chị chạm đúng kháng cự thì cổ phiếu nó lình khừng trở lại. Thì đấy là một cái điều dễ hiểu thôi, đó là một cái quy luật vận động rất bình thường của thị trường. Và cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test cung lại úp kiểu này, tức là chạm 26, và sẽ có những cái điểm chỉnh giảm về vùng 25 và xuất hiện một cái dòng tiền để đánh break break vùng 26 ở đây, thì như vậy là xu hướng của ACB tiếp theo nó sẽ rất là ok, rất là ổn anh chị. À, đánh vượt thoát đỉnh cao của mọi cái thời đại của cổ phiếu ACB. Đâu đó là bây giờ là về đến 4x rồi đấy. 4x, các anh chị vẫn nhớ một cái bản tin ACB về 4x và bản tin chăn bò. Anh chị có thể xem lại. Rồi MBB và công thương, mọi người cứ kêu MBB nặng chứ MBB Hùng thấy nó vẫn ổn đấy chứ. Đấy, cứ kêu em này mông to nhưng mông nó có to đâu, nó chạy từ 14 và bây giờ bắt đầu lên đến vùng 19 rồi, quá là đẹp. MBB sau khi vượt thoát đây, cái điểm này là cái điểm mà kết thúc phiên tuần trước, thì Hùng có đề cập đến cái câu chuyện là từ cái vùng chỉnh kỹ thuật ở đây là cái vùng khoảng vùng 17.2, 17.3 không gãy thì MBB tiếp tục sẽ công lại vùng giá 18, vượt thoát vùng 18. Đây một cái cây nến xanh vượt thoát vùng 18 rất đẹp. Ngồi chồm chỗm ở trên cái vùng 18 như thế này thì cái xu hướng của MBB chúng ta kỳ vọng sẽ đi về vùng 2x 20, và đây hứng một cái giống như hứng thị 18.5 các anh chị. 18.5 không gãy và có những cái điểm tích lũy, điểm cầu kỹ thuật ở đây thì MBB sẽ tiếp tục một cái hành trình của chúng ta. Nhóm banh vẫn đang rất là ổn định, mặc dù là thời điểm hiện tại là nhóm banh đã gặp những cái kháng cự rất là mạnh trên tổng hợp của toàn ngành. Công thương CTG. Rồi CTG trong những cái ý đồ tạo lập về thị trường, sau khi mà vượt thoát được, nó nói chung là nó tạo gap ở cái vùng này và nó có những điểm lóc gap, thì cũng đã đưa cái target của công thương về vùng 34. Trên đường về vùng 34 đó thì cổ phiếu đã đi về được đến vùng 32 rồi, và ok chúng ta lại tiếp tục có một cái nón các anh chị về vùng 31. Đó, điểm test kỹ thuật của công thương không gãy 31, chúng ta sẽ tiếp tục có vùng giá 32. Và trong cái nhịp này thì công thương khả năng là cũng sẽ là một cái trụ kéo của thị trường, vượt thoát vùng 34 thì có thể đi về vùng 35 đến vùng 36. Rồi cổ phiếu Techcombank, Techcombank là khuyến nghị mua full rồi các anh chị. Techcombank, Techcombank khuyến nghị mua tí đã rồi, và đến giờ thì em ấy vẫn chưa vượt được cái vùng 24, rất là ức chế, nhưng không sao cả. Trên góc độ kỹ thuật đó là sau những cái điểm test tích lũy ở đây, đó là những cái điểm test về khoảng vùng 22.5 không gãy, cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh về vùng 24. Về vùng 24 thì một là cổ phiếu sẽ bươn đi luôn, hai là sẽ test lại, và những cái điểm test vùng 23.5 đẹp, rất đẹp đó, và thậm chí là những cái điểm test quanh biên 24 đẹp với lượng một cái lượng cầu tương đối ổn định. Em này đang có cái game đó, có cái game sâu, và cũng đang kỳ vọng là em này em mới đánh bung được cái vùng 24 với một cái lượng vốn xác nhận khoảng tầm 50 triệu cổ phiếu một phiên. Nó cái phiên đấy là một cái phiên mà có thể nói là tiền về full với tất cả những anh chị em đang cầm TCB đó, kỳ vọng thôi các anh chị nhé, kỳ vọng thôi. Còn nếu như ngược lại mà nó gãy vùng 23.5 ấy, thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng tích lũy lại cái vùng nền thấp thấp ở dưới này một tí. Rồi rồi cái gì đến đâu nhỉ, HD Bank cũng hơi khàn cổ rồi, mấy hôm nay làm việc vất vả quá. HD Bank rồi các anh chị, HD Bank đây, sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành cái vùng 24.6 sao chia các anh chị nhé, sao chia, bởi vì em này em mới làm phát 60% cơ, phát hành thêm và chia cổ tức. Và có một cái điểm vòng cung ở đây khá là đẹp, khá là ổn áp ở khoảng vùng 23.8 không gãy, công lại vùng 24.6, vượt thoát vùng 24.6, sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở đây, những cái điểm test kỹ thuật này đẹp quá, đang rất đẹp. Và mục tiêu của HD Bank đó là nó sẽ test lại khoảng vùng 25. Các anh chị, đây một cái cây nến xanh mô phỏng về cái câu chuyện là nó sẽ ngồi lên
trên cái vùng 25 thì đây là nến xanh các anh chị nhé, không phải nến đỏ đâu, tại vì là chỉnh màu nó cũng hơi mất thời gian đó. Thì nó sẽ test lại cung vùng 25 và sẽ đi về vùng 28 không gãy. Rồi HD Bank, VBank, MVBank, VPBank. VPBank ở đây như thế nào ta? VPBank rồi, VPBank về mặt lý thuyết là VPBank đã hoàn thành vùng giá mục tiêu của chúng ta là vùng giá 26. VPBank thì cũng như vậy, chúng ta một cái hành trình chúng ta phân tích sóng lên của VPBank ở đây. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Cái hình nón không gãy thì chúng ta lại bắt đầu vượt thoát được cái vùng 24 thì chúng ta có vùng 26. Đó, và quan điểm Hùng là chúng ta sẽ đi xây từ từ. Nói chung là chúng ta sẽ đi xây từ từ. Hàng tuần chúng ta sẽ đi xây từ từ và trong hàng ngày thì như vậy. Và khi về vùng 26 thì cổ phiếu này sẽ hứng lại ở khoảng vùng 25.5. Không gãy, chúng ta vẽ xa xa ra ngoài này các anh chị nhé. Đó, nôm na đâu đó khoảng vùng 25.5 á. Cái nón này vẽ khó chịu quá nhỉ. Đó, nó sẽ có cái nón úp úp ở đây này. Cái nón ngửa. 25.5 không gãy, nó sẽ có những cái điểm test lại về những cái điểm vùng 25.5. Những cái điểm mà nó sẽ có khi cổ phiếu về vùng 26 thì sẽ có những điểm trả cung ở đây. Trên mặt xu thế VBank hiện tại dòng tiền khá tương đối ổn định và xu thế của cổ phiếu VBank vẫn tiếp tục uptrend. Chúng ta sẽ theo dõi những cái động thái tiếp theo. Có thể là có những cái điểm test ở vùng 25, nhưng mà vùng 25 thì khả năng là nó sẽ ít hơn. Rồi trong nhóm cổ phiếu bank thì chúng ta sẽ nói đến em đầu tiên, đó là cổ phiếu STB. Hiện tại thì team của Hùng Lê cũng đang cầm tương đối nhiều mã cổ phiếu STB. Trong phiên ngày hôm nay STB tạo một cái gap lên, tuy nhiên là kết phiên thì lại không giữ được một cái lực cầu ổn định và lực cầu tốt nhất. Nhưng trên góc độ hiện tại khi STB test cung ở đây không gãy ở những cái vùng 13.5 ở đây thì Hùng đã có những cái điểm phân tích về lại về vùng 14 và có một cây nến xanh ngồi lại thì đây chính là cây nến xanh của phiên ngày thứ tư và STB đã ngồi lên trên này thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta STB đây các anh chị. Đó, 3 ngày, 4 ngày, tất cả những anh chị 4 ngày, cách đây 4 ngày này là anh chị nào đang cầm hàng thì phải xúc ngay, xúc luôn. Nói một cái ngôn ngữ rất là vui vui vậy nhưng mà gọi là xúc, gọi là mua các anh chị, 50-1% tỷ trọng ở quanh vùng 14 và dự lượng cái lượng dự kiến là STB có thể đánh về đến cái vùng sang nhượng đâu đó ở khoảng vùng 16 gì đó, khả năng trong cái nhịp này như vậy. Ở phiên ngày hôm nay thì nó cũng không có gì xấu các anh chị, nó vẫn đóng được ở trên vùng 14.5, như vậy là tạm ổn. Rồi mã cổ phiếu thứ hai là một mã cổ phiếu VIB, liên tục trong một cái hành trình mà chúng ta phân tích, và VIB có những nhịp test cung và dự kiến ở trong nhịp này thì có thể kéo lại về được đến vùng 36, và trên thực tế thì từ vùng 30 thì VIB đang kéo lại về vùng đỉnh cũ, đó là vùng 34 đến vùng 35. Lượng vol ở trong thời điểm hiện tại nó cũng đang khá là thấp thì có thể là cái ý đồ là sẽ chờ để cho những ai mà chốt thì sẽ chốt nốt, và rất có thể là sau một cái ý đồ đi ở đây, đó, ý đồ đi ngang ở trong một cái biên hẹp ở đây có thể ở khoảng vùng 32.7. Trong một cái ý đồ biên hẹp ở đây thì cổ phiếu sẽ có một cái phiên mà nó đánh tốc lực. Đó các anh chị, nó đánh tốc lực, nó đánh khoảng tầm độ trên 4 triệu cổ phiếu. Và như vậy thì gần như là nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta sẽ không dám để vào. Nhưng khi mà các anh chị tiếp cận được những cái nền tảng phân tích cùng lên thì chúng ta hoàn toàn có thể vào trong những cái trận đánh như vậy, bởi vì sau những cái trận này, sau những cái điểm này thì những ai ra thì đã ra hết rồi, những ai cầm tiếp sẽ cầm tiếp. Đó, thì câu chuyện nó là như vậy. Và cũng rất có thể là VIB trong nhịp này không những là về được đến vùng 35, có thể đánh lên vùng 40 thì sao. Đó, không ai có thể biết đâu là đỉnh của cổ phiếu đâu các anh chị. Và chúng ta cứ bám sát các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta nương theo nó thôi. Rồi, cổ phiếu thứ ba đó là cổ phiếu SHB. SHB là mã cổ phiếu khuyến nghị mua. Và các anh chị nhớ lại là khi mà SHB có một phiên đánh lên ở đây và trong cái bản tin mà Hùng phân tích ở đây, đấy đó, thì chúng ta đã đưa ra một cái biên của nó là biên 15.5 đến biên 16 và cái điểm trung bình của nó ở khoảng 15.8, các anh chị nhìn thấy đây, những cái điểm test cung. Đó, thì đây chính là những cái điểm mà chúng ta mua, chứ chúng ta không mua những cái phiên mà nó đánh thốc đánh tháo lên như thế này. Chúng ta hạn chế và chúng ta đó là mua những phiên này. Rồi, và trong phiên ngày hôm nay dòng tiền tiếp tục quay trở lại và khuyến nghị các anh chị chúng ta mua hết ở trên room SHB. Có
Đó, cách đây 7 giờ. À, cách đây 8 giờ. Đó, nôm na nó là như vậy. Rồi, mã cổ phiếu thứ ba trong cái nhóm này chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu của ngân hàng Bản Việt BVB. Thì đối với BVB, từ cái vùng 10.5 này thì chúng ta đã có những cái hành trình rất đẹp. Thoát vùng 12 thì cũng bắt đầu đi xây một cái target ở đâu đó khoảng vùng 15. Trên thực tế là đạt được đến vùng 14, và những cái điểm mà cổ phiếu test tích lũy ở đây tương đối ổn định và tương đối là đẹp các anh chị. Và dòng tiền thì trong tuần vừa qua, chính vì dòng tiền test tích lũy nên là cổ phiếu nó có những cái điểm gọi là những cái điểm chùn, và những cái điểm chùn này rất là đẹp, rất là đẹp. Và ở khoảng vùng 12.8, ở khoảng vùng 12.8 đến vùng 13, nếu như anh chị nào mà chưa vào thì có thể là chúng ta phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ hai tuần tới thì chúng ta sẽ canh để chúng ta vào trong một cái hành trình về vùng 15. Và phiên ngày hôm nay là phiên mùng đã khuyến nghị mở mua điểm mua cuối cùng của BVB, và sang những cái phiên giao dịch khác thì cũng sẽ không còn khuyến nghị mua nữa. Đó, quan điểm là như vậy. Chúng ta có những cái điểm test về mặt kỹ thuật để chúng ta có những cái điểm nhấn để chúng ta mua, và chúng ta không phải khi nào chúng ta cũng mua. Rồi, một mã cổ phiếu phân tích luôn cái bộ đôi này, sau đó chúng ta sẽ quay ngược lại với cổ phiếu VCI, cổ phiếu TVC, TVC và TVB là cũng là hai người anh em, mà nó giống như Bản Việt BVB và VCI á. Thì cái cổ phiếu này thì cũng gọi là cổ phiếu trà đá, bởi vì các anh chị có thể nhìn thấy đây, một cái trend lên cũng sừng sững đúng không ạ, lên từ vùng 10 lên 30 và sau đó thì nó cũng rơi tõm một phát, coi như là anh chị nào mà đua vào những cái đoạn này là than ơi gọi là than phân thách trận, và có thể là coi như là out ra khỏi cuộc chơi nếu như mà vào full hàng, nó giống như Livermore. Thì trong cái thời điểm hiện tại cũng cách đây 8 ngày thì cũng đã nói về bộ đôi của mã cổ phiếu này đó, cách đây 11 ngày. Cách đây 11 ngày chúng ta đã nói về những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu này, và trong những ý đồ đó thì hiện tại là Hùng thấy đang rất là ok. Sau một cái điểm đánh lên thì nó đánh về vùng hỗ trợ đấy, khoảng vùng 9.7, trong bản tin phân tích tuần trước cũng đã nói với các anh chị rồi. Và từ vùng 9.7 này nó đánh lên đây, và đây đang là những cái điểm test tích lũy, những cái điểm test cung khá là đẹp trong cái hành trình là phải công được vùng 11.5, và cái điểm tiếp theo của nó ở đây đó là khoảng vùng 10.3. Sau điểm 9.7 nó đánh lên 10.3, 10.3 đi ngang ngang này, và có thể là nó sẽ đi ngang lững khững ở một cái đoạn đó, và nó sẽ chờ có một cái cây nến. Bao giờ cũng thế, cổ phiếu khởi động nó đi rất là chậm các anh chị đó, rồi dần dần nó đi như vậy. Và đối với cái mã cổ phiếu này, đó là mã cổ phiếu trà đá, tuy nhiên trên góc độ tạo lập của đội này nó là khá là ổn, và cái vùng 9.7 đến vùng 10 đó là vùng mà khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia đó, trà đá các anh chị nhá, tùy các anh chị. TVB, TVB đó rất là ok về những cái ý đồ tạo lập, thì con này cũng như vậy. Nó đánh khủng hoảng luôn, và khi rơi thì cũng than ơi đó, cũng cũng than ơi đúng không ạ, và cũng rất nhiều những tài khoản ra đi tìm đường cứu nước. Thì đối với thời điểm hiện tại Hùng cũng đã có những cái điểm quan sát về TVC, và trong 11 ngày trước thì cũng có đề cập đến cái vùng 8, cái vùng 8 ở đây. Và đúng là như vậy, thì TVC nó đánh về quanh cái vùng 8 một tí, và cái phiên này chính là cái phiên hút cầu quay trở lại. Và cái phiên này thì chỉ cần khi mà lượng cầu vượt khoảng tầm trung bình 21 phiên, phiên này nó đánh hơn 2 triệu cổ phiếu các anh chị, tức là khoảng tầm đó 1 triệu cổ phiếu là chúng ta đã mua được rồi. Đó. Và đương nhiên về đến cái vùng này thì nó lại ách lại một tí. Đó, nó lại khựng lại một tí. Rồi, nó khựng lại ở cái vùng 99 này thì 9.2, 9.5 này có thể nó kéo qua vùng 955, nó khựng lại một tí thì nó đã khựng lại về vùng 9. Đó, sẽ khựng lại vùng 9, và cái vùng 9 này thì sẽ tiếp tục quan sát các cái ý đồ tạo lập, và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tăng tỷ trọng ở trong phiên này. Và cái vùng này cũng là vùng đánh đẹp rồi các anh chị. Tạo lập của cái đội này nó khá là happy. Đó, nó rất là đẹp, nó rất là ưu ái cho nhà đầu tư của chúng ta, thì chúng ta bơi theo thôi. Đó, và cổ phiếu, hai cổ phiếu trà đá. Rồi quay trở lại cổ phiếu VCI. VCI thì kết quả kinh doanh quý 3 thì các anh chị có thể cập nhật rồi, nó không được tốt lắm. Tuy nhiên trên góc độ về kỳ vọng và về phân tích kỹ thuật thì cổ phiếu này đã hoàn thành vùng giá 40. Nôm na nó là như vậy. Và trên một cái hành trình chúng ta phân tích từ vùng 20 và chúng ta đã neo cổ phiếu lên được đến vùng giá 40, là chúng ta đã phân tích một sóng lên của một mã cổ phiếu tăng 100% tỷ trọng, xin lỗi, tăng 100% giá trị. Các anh chị có thể xem lại những bản tin phân tích VCI của Hùng từ những cái tháng này,
đó. Và qua dòng thời gian dần dần chúng ta cứ đi xây, và bây giờ là đang ở tầng 20 thì bây giờ chúng ta xây lên đến tầng 40 rồi. Và lên đến cái tầng 40 này thì nó đang có những cái dấu hiệu bất thường. Những dấu hiệu bất thường anh chị nha, đấy chính là những cái dấu hiệu mà những cái phiên co giật. Đây là những cái phiên co giật các anh chị, và chính vì vậy nên là rất nhiều những anh chị hỏi là Hùng ơi có chốt không? Thì quan điểm của Hùng là hoàn thành vùng giá mục tiêu thì chúng ta sẽ chốt đi 50%. Và chúng ta chờ để chúng ta có thể gom lại, thì đây có thể là một cái phiên chúng ta bắt lại cực kỳ tuyệt vời. Tại vì sao? Chúng ta đang có 50% cổ phiếu. Ok, khi cổ phiếu chạm về được đến những cái vùng 35 36, đây là những vùng kháng hỗ trợ, và có một cây nến rút chân thì chúng ta sẵn sàng, chúng ta bắt cái lượng hàng chúng ta đã bán ở đây là 50%, chúng ta bắt lại 50%. Đó, bắt xong thì cổ phiếu có lãi ngay trong T0 và có thể phiên ngày T1 thì chúng ta bán được rồi. Bởi vì chúng ta sẵn hàng mà, chúng ta sẵn hàng đó. Thì cái câu chuyện là vì sao chúng ta phải bán đi để chúng ta chờ những cái điểm, đúng không? Tích lũy để chúng ta bắt trở lại. Và đối với thời điểm hiện tại VCI đã ở tầng 40 thì trong góc độ phân tích kỹ thuật Hùng có nói với các anh chị là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng VCI ở vùng 5x đến vùng 6x. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chúng đang nhìn thấy đây là những vấn đề bất thường của VCI. Chính vì những vấn đề bất thường này thì chúng ta sẽ bình tĩnh trở lại, chúng ta đừng có vội vàng gì cả. VCI sẽ cần thời gian để tích lũy lại nền ở vùng 35 đến vùng 36. Và khi nào có những cái tín hiệu tích lũy nền thành công, ok, Hùng sẽ phát lệnh trên nôm chúng ta mua. Đó. Được không anh chị? Như thế nó rất ok, an toàn cho các tài khoản của anh chị, mà trong một cái góc độ phân tích kỹ thuật là chúng ta rất là ok, đúng không ạ? Rồi, chúng ta phân tích mã cổ phiếu SSI. SSI hiện tại là chưa vượt thoát được cái vùng kháng cự 18 các anh chị. À, vùng giá ở đây, ở vùng 18 đúng không? Ở cái vùng 18 là em này em mới cứ đang bò ngang bò ngửa 2 tuần. Và thậm chí là đến tuần thứ 3 rồi các anh chị. Nếu mà căn căn như thế này là đến tuần thứ 3 rồi. Thì cái câu chuyện là khi cổ phiếu bò trên một cái vùng kháng cự, 3 tuần mà không vượt thoát được, thì nó sẽ xảy ra một cái hệ lụy là khi nó bị mất hỗ trợ thì cổ phiếu sẽ giảm rất sâu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đưa ra cái vùng hỗ trợ nào cho em này. Đó là các anh chị đây, cái nón mà Hùng vẽ đây này. Đó, cái nón này vẽ rồi nhá. Bây giờ chúng ta đo lại khoảng vùng 17.5. Nếu như cổ phiếu SSI bị mất đà vùng 17.5, chúng ta sẽ phải xử lý. Đó, vùng 7.5 đây anh chị. Còn nếu mà nó chưa mất đà, ok, chúng ta cứ cầm lại đã, để chúng ta xem là có đánh vượt thoát được hay không. Để đây chính là những cái đoạn mà chúng ta men theo những cái ý đồ tạo lập của thị trường, tạo lập của cổ phiếu. Rồi, HCM. Ok anh chị, HCM thì đã có những cái khuyến nghị mua thêm. Và trên cái hành trình về cái đích đến của vùng 24 thì em này đạt được vùng 23.45, tức là cách cái đích một tí nữa, thì cái cây nến này là một cây nến khá là bất thường, có một cái lực chốt rất là mạnh ở đây. Cái lực chốt rất là mạnh ở đây trên 4 triệu cổ phiếu. Chính vì vậy nên là phiên ngày hôm sau thì đương nhiên em ấy sẽ bị đẩy về lại cái vùng hỗ trợ sâu, đó là vùng 21.5. Và cái điều quan trọng nhất đến thời điểm hiện tại trong phiên kết tuần, mặc dù cái cây nến này nó cũng không thực sự là đẹp, nhưng nó cũng không phải là xấu. Và nó đang giữ được ở trên vùng 22 thì các tài khoản chúng ta đang cầm HCM chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Ngược lại, vùng 21.5 bị phá chúng ta sẽ phải tất toán. Cổ phiếu SHS, rồi SHS là sau khi mà chạm về vùng 14 thì nó cũng dễ hiểu thôi. Nó đón lại đây một tí khoảng vùng 13.2. Ở khoảng vùng 13.2 không gãy thì cái mục tiêu của chúng ta là tiếp tục đi về vùng 15. Rồi, Hùng uống một ngụm nước, khan cổ quá. Biết còn sức để đi Quảng Trị nữa hay không? Chết. Rồi, cổ phiếu MBS. MBS trong một cái hành trình mà chúng ta đang dự phóng MBS trong một sóng lên lên vùng 12. Và trên thực tế thì cổ phiếu này đã đạt được đến vùng 11.5 và sau đó thì cổ phiếu đang có những cái điểm test lại. Cổ phiếu này thanh khoản hơi thấp. Ở vùng 11 này thì cổ phiếu tích lũy trở lại, lực cầu quay trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái hành trình tiếp tục lên vùng 12.5. Ở đây có những cái phiên test tích lũy như này khá là ổn, chưa xấu các anh chị. Cổ phiếu CTS thì nến xấu quá.
Vùng hỗ trợ CTS ở đây vùng 7.5 và vùng kháng cự ở đây thì vùng 8, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của CTS như này thì nó chưa ổn và xu thế vẫn lại phải xây lại nền ở quanh vùng 7.5. Rồi nhóm chứng khoán thì chúng ta sẽ đi phân tích như vậy. Cổ phiếu banh chúng ta bị thiếu mất mã cổ phiếu T Tiên Phong Banh, TP Banh đây, thiếu mất mã cổ phiếu này. Thì cái mã cổ phiếu này thì cũng có quan sát và có đánh giá ở cái góc độ ở vùng 24.5 đến vùng 25, trong cái kỳ vọng là khi trong bản tin tuần trước nó đánh vượt thoát cái vùng 25 thì cũng đang kỳ vọng là với cái việc đánh thoát này thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo ở khoảng vùng 27 đến vùng 28. Trên thực tế thì phiên ngày thứ hai cổ phiếu này lấp lại cái gap của phiên ngày thứ sáu tuần trước khá là đẹp. Tuy nhiên phiên liền sau đó thì đang có những cái phiên kéo xả, đây là đang những phiên kéo xả nó tương đối là bất thường, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở vùng 24.5 đến vùng 25 để có thêm những cái định lượng tiếp theo đối với mã cổ phiếu này. Rồi chúng ta đi phân tích nhóm cổ phiếu ngành thép, cổ phiếu Hòa Phát HPG. Rồi các anh chị, đối với cổ phiếu Hòa Phát, rất nhiều những anh chị hỏi Hùng là bán hay không bán hay như thế nào. Thì cái quan điểm bán hay không bán thì Hùng đã chia sẻ với các anh chị rồi, các anh chị có thể xem lại những cái tin nhắn của Hùng Lê hoặc là những cái bản tin phân tích cũ Hùng đã có đề cập là những cái gợi ý khi nào chúng ta bán cổ phiếu, khi nào chúng ta không bán cổ phiếu. Và Hòa Phát thì cách đây 8 ngày sẽ đánh lại cái này để các anh chị chúng ta để chúng ta đây, cách đây 8 ngày thì chúng ta ngày 9:23 ngày 15 tháng 10 thì chúng ta đưa ra nói về cái câu chuyện của Hòa Phát, đó là cái vùng 27.6 không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì mục tiêu tiếp theo vẫn là 3x. Sau khi mà hoàn thành lại, sau khi mà cổ phiếu đã hoàn thành cái target 3x thì chúng ta sẽ có cái vùng, đó là cái vùng 27.6, và các anh chị thấy rằng đây đây cái vùng 27.6 đến vùng 28. Đây là vùng đệm kỹ thuật. Và cái vùng đệm này nó chưa gãy thì ok chúng ta tiếp tục cầm. Và trong phiên ngày hôm nay thì Hòa Phát chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng giá quay đánh lại 3x. Đó, và với cái động thái quay đánh lại 3x như này thì chúng ta sẽ đưa cái hình này lên đây một tí. Có thể phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba với cái mức độ là gọi là dòng tiền đang xôn xao đúng không ạ, thì có thể sẽ kéo lên một tí, và sau đó thì Hòa Phát cần phải test lại cung vùng 3x. Test cung 3x không gãy thì như vậy là chúng ta sẽ có một con đường đi hoàn toàn mới đối với cổ phiếu Hòa Phát, rộng thênh thang, không còn gọi là không còn anh nào ngáng đường ở trên này nữa cả, một con đường rất là thênh thang của Hòa Phát. Và nói nôm na là coi như thi đấu chung kết rồi, những cái thằng mà đang mình tán cô gái là những thằng xung quanh là mình cho nó xuống sông hết rồi, thì vẫn còn một cái thử thách cuối cùng, đó là Hòa Phát sẽ phải test lại cung ở vùng 30, và vùng này không gãy thì đấy là một cái cơ hội mở ra rất là lớn đối với cổ phiếu Hòa Phát. Cổ phiếu Hoa Sen HSG thời điểm hiện tại thì các anh chị có hỏi Hùng là có mua không thì Hùng bảo là cứ từ từ. Cái quan điểm là nó sẽ đánh lại vùng 16, và với một cái tín hiệu hiện tại ở đây, cái dòng tiền nó vẫn đang đi ngang, nó chưa có cái dấu hiệu là nó trúc ngang xong nó đi lên. Là câu chuyện thứ nhất, dòng tiền thì đang thanh khoản khá là hạn hẹp và cái kháng cự trước mắt ở vùng 16 thì chúng ta cứ chờ thêm xem. Và như vậy thì trong trong cái góc độ về mặt kỹ thuật, tức là cổ phiếu này đang hình thành nên một cái vùng ở khoảng vùng 14.5 đến vùng 16, thì đây là một cái biên hẹp và chúng ta sẽ cần quan sát thêm ở những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này ở đây, và khi nào có những cái dấu hiệu về dòng tiền đánh vừa thoát lên đây thì đợi chúng ta tiếp tục chúng ta nghiên cứu. NKG rồi, ok, NKG ổn các anh chị, đó một cái nón úp như này, và những cái điểm test kỹ thuật của NKG không gãy vùng 8.5 thì mục tiêu của chúng ta vẫn đi xây, đó là vùng đây 9 chấm mấy ra, nói chung là nôm na là vùng 9.5 đến vùng 10. Rồi cổ phiếu TLH, cái cổ phiếu này là Hùng đang đang ngắm nghía nó ở một cái ở một cái góc độ trên trend tuần, sau một cái quá trình đổ bể đúng không ạ, sau một cái quá trình đổ bể dài thì cổ phiếu sẽ có một cái tầm bay mới, nôm na là như thế, và Hùng đang chờ một cái tầm bay mới của cổ phiếu đây, và xác định là cái vùng 3.6 sẽ là cái vùng trung hạn của TLH ở trong cái nhịp này.
Rồi bây giờ đã là 1 giờ 18 phút rồi, Hùng sẽ đi nhanh tiếp một số các cái nhóm ngành cổ phiếu khá là cơ bản mà các anh chị quan tâm. Bản tin ngày hôm nay nó sẽ dài hơn một tí các anh chị nhé. Các anh chị chỉ xem thôi, còn Hùng thì Hùng nói 2 tiếng đồng hồ. Đó, các anh chị sẽ nhìn ở trên một cái góc độ như vậy để chúng ta có một cái nhìn tích cực hơn. Đó, có một cái nhìn tích cực hơn về về những cái gì mà cộng đồng của chúng ta đang làm. Đó, rồi nhất trí các anh chị nhá, vùng 17 hiện tại thì BFC ở đây cái vùng kháng cự ở đây là vùng 16 thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Và vùng kháng cự trước mắt đó vẫn là vùng 18. Ở trên góc độ kỹ thuật thì dòng tiền đang khá là cạn cung, và cái vùng 16 này không gãy này thì cái xu hướng là khả năng là sẽ chạm lại vùng 17 và nó sẽ oằn cái điểm oằn đó, nó sẽ oằn lại một tí. Nó sẽ hoàn lại một tí ở đây này và nó sẽ hoàn làm tí ở đây đó, và sau đó thì lực cầu quay trở lại và đánh BFC đánh đánh ngược lên. Thì trong cái thời điểm hiện tại thì với quan điểm của Hùng thì chúng ta cũng sẽ không mua mới, chỉ có những cái tài khoản nào mà chúng ta đang cầm thôi đó, chúng ta đang cầm thôi thì chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu xác nhận nó tích cực hơn. Còn trên góc độ phân tích sóng dài thì BFC hoàn toàn có thể vượt thoát vùng 18 để đi về vùng 2x, thậm chí là có thể vùng 22. Đó, đấy là những cái định hướng đến tiếp theo của BFC, rất là kỳ vọng vào nhóm ngành phân bón. Đạm Cà Mau thì đẹp rồi, khuyến nghị mua rồi, và Đạm Cà Mau thì cứ thế là chúng ta ôm thôi. Mục tiêu ở vùng 14.5 đến vùng, nói chung là 14 cộng, nôm na là như vậy. Rồi, Đạm Phú Mỹ thì Hùng chưa có khuyến nghị mua lại thêm, bởi vì trong cái thời điểm tại quan sát ở cái vùng này là Đạm Phú Mỹ đang đi với một cái lực cầu cũng tương đối là hẹp. Tuy nhiên những cái tín hiệu hồi kỹ thuật của cổ phiếu này đã bắt đầu xuất hiện thì nó sẽ đánh chạm lại về vùng 18. Trước hết là trong nhịp này nó sẽ đánh, sau khi mà tích lũy thành công ở cái nền ở đây, nền 17 sẽ đánh chạm lại về 18. Vòng có hay không một cái cây nến vượt thoát ở đây thì chúng ta sẽ phải chờ, hãy phải chờ. Và cái target mắc ở trong nhịp này khi mà cổ phiếu vượt thoát được vùng 18 thì chúng ta sẽ đi xây dựng ở vùng 2x. Đó, 2x. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này đang tích lũy đi ngang. Cổ phiếu nhóm ngành cảng biển VSC. Rồi VSC trong ý đồ tạo lập tuyệt vời, đúng không? Đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, khi gần như là cổ phiếu VSC là đã hoàn thành tất cả những cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta đưa ra đây rồi. Và cái nhịp này là cái nhịp cùng có nó rồi, chúng ta đánh xổ số, nó test cung không gãy ở vùng 39.7 đây. Lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì thì VSC tiếp tục tăng. Và đây là một cái cây nến mà có thể nói là đã đóng cao nhất, vượt thoát cái đỉnh này ở vùng 42.5, rất là tuyệt vời ở đây, đúng không ạ? Rồi, mã cổ phiếu HAH ở thời điểm hiện tại sau khi mà nó lên được vùng 14 á, thì chúng ta đang dò tìm lại cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở trên biên 13. Và đây là một cái phiên test đến tận 13 và sau đó kéo lên. Đó, thì các anh chị có thể là canh những cái vùng chỉnh kỹ thuật nó rất hiệu quả là như vậy. Và cái chính là chúng ta dò tìm được, chúng ta dò tìm được cái vùng mà cổ phiếu nó sẽ dự dự nó sẽ đi về đấy đó, và chúng ta dò tìm được cái xu hướng của cổ phiếu thì nó sẽ rất là ok. Cổ phiếu Gmed, GMD. GMD hiện tại là sau khi mà tiệm cận được đến cái vùng 25.5 đến vùng 26 thì cổ phiếu lại tiếp tục đi ngang, và cái nền 23.5 trở thành một cái nền hỗ trợ của em này ở trong giai đoạn này, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thôi. Cổ phiếu CCL nó thiên về đầu cơ, tuy nhiên là các anh chị cũng có thể thấy đây nó đầu cơ, nhưng mà phiên ngày hôm nay nó rất là tuyệt vời, và gần như là cổ phiếu này sau chia thì nó đã vượt thoát hết mọi cái đỉnh 7,75, nó đã vượt thoát cái đỉnh cao nhất ngày xưa ở đây là vùng 8.5 này, và sau chia thì nó rơi về đâu đó vùng 7.75 gì đó. Và trong những cái phân tích về kỳ vọng đâu đấy, cái điểm, những cái điểm này là cái điểm mà nó ở vùng 8 á, thì đâu đó bây giờ nó sẽ ở khoảng vùng, nó ở vùng 8 thì bây giờ nó đâu đó ở khoảng vùng 7.5 đấy, nôm na nó là như thế các anh chị. Và cái mũi tên này thì là như vậy, và những cái điểm mà vẽ ở đây có nghĩa là mô phỏng cái chuyện là nó test cung mà không gãy đâu đó 7.5 thì cơ hội nó sẽ kéo tiếp. Và như vậy là CTL ngày hôm nay một phiên dòng tiền bứt rất là mạnh và xu hướng thì sẽ đáp về lại vùng 9. Cổ phiếu VNA là một VNA, CCL và VNA là hai cái mã cổ phiếu mà đầu cơ của cái nhóm ngành cảng biển. Còn đối với VNA, vùng hỗ trợ của cổ phiếu là 3.
các anh chị nhé, đã phân tích rồi. Và cái vùng này thì chúng ta hoàn toàn có thể mua vị thế và chờ khi cổ phiếu vượt thoát vùng 3.2 gì đó, với một cái lượng vốn xác nhận khoảng tầm từ 500.000 cổ phiếu, chúng ta mở điểm mua hết với mục tiêu từ vùng 3 này đánh về đâu đó khoảng vùng 3.8 đến vùng 4. Như thế là cũng thơm ơi là thơm rồi các anh chị. 1/3. 1/3 là 33% các anh chị, 33%. Đẹp chưa? Quá đẹp. Rồi, có một nhóm ngành mà đang khá là hot ở thời điểm hiện tại và các anh chị bảo là phân tích thêm. VGI, đối với VGI đó là cái game mà thoái vốn đấy các anh chị, không phải bây giờ nó mới có. Nó có từ cái tin đấy, nó có từ rất là lâu rồi, và cái tập đoàn của Viettel sẽ tổ chức những cái đợt thoái vốn vào tháng 11 và tháng 12 của năm nay. Cái tin đấy nó lâu lắm rồi, và nếu mà chúng ta mua từ cái thời điểm đó thì bây giờ nó cũng chưa tăng, và đến thời điểm hiện tại thì bắt đầu mới có những cái dấu hiệu. Đó, nó có những cái dấu hiệu mà ok đối với mã cổ phiếu VGI, hai phiên hút dòng tiền, thậm chí là đây là những cái dòng tiền đánh nháp và sau đó cổ phiếu test cung lại. Vì là nó test cung hơi dài nên là Hùng không có để ý đến, nhưng mà cái đoạn này là nó sẽ test cung ngắn này, nên là chúng ta sẽ để ý đến này, vùng 29 ok, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba cổ phiếu test lại vùng 28.5, không gãy, các anh chị canh mua. Đợt này VGI đánh được rồi, ok rồi, ổn áp rồi. Và sau đó chờ VGI vượt thoát lại vùng 29, chúng ta mở điểm mua hết đối với VGI. CTR đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta phân tích, đó là vùng 48. Trước đây thì cũng có phân tích mã ngành Viettel, nhưng mà sau một cái giai đoạn dài thì nó đi lình xình quá nên cũng không phân tích tiếp. Chứ CTR là có ở trên room các anh chị nhé. CTR này 23 ngày này, hoàn thành vùng giá mục tiêu này đó, và CTR sẽ test cung lại 45 không cãi này. Nhịp này mua theo game đấy, 2-3 ngày trước chúng ta đã nói game lâu lắm rồi các anh chị, mắc ở nhịp này sẽ kéo về được vùng 48 đến vùng 50 sao chia, tức là cách đây 23 ngày thì chúng ta đã nói về cái target của em này ở vùng 48. Vùng 48 tức là khi đó là chúng ta đang phân tích ở vùng 45 đấy các anh chị, tức là sau khi mà hoàn thành target 45, test 45 không gãy thì đi về 48 thì dự kiến chỉnh kỹ thuật, nhưng với cái điểm chỉnh kỹ thuật này thì nó lại diễn ra trước khi mà về vùng 48 đấy các anh chị. Nó có 4 phiên và đây cái điểm test cung mà dự kiến đâu đó khoảng vùng 46.5, thì đây xem đo xem nào, đó đúng 46.5 luôn, phiên này test đúng 46.5 luôn rồi kéo. Thì cái cổ phiếu nó có hai cách để khi về vùng kháng cự, thì Hùng có giải thích với anh chị rồi. Một là nó sẽ kéo qua để nó test, hai là nó sẽ test dưới để nó kéo qua. Thì đây là test dưới rồi kéo qua, và với cái việc test dưới kéo qua thì nó lại test trên lại một lần nữa. Và trong cái nhịp này thì với quan điểm kỹ thuật đó là mục tiêu là vùng 48 đến vùng 50, chúng ta cứ xây từ từ đã, và thậm chí là có thể lên đến vùng 51 nhịp này. Đây ok, sẽ vùng 51 đối với mã cổ phiếu CTR. Và trong nhóm ngành Viettel thì chỉ có đề cập đến hai mã này thôi. Chúng ta phân tích các mã của ngành mía đường QNS. QNS rồi, ok các anh chị, QNS đây. Dự kiến là biên trên ở khoảng vùng 31 không gãy thì lại hồi lại, và QNS ở trong thời điểm hiện tại dòng tiền nó hơi thấp. Và những cái điểm này thì đang những điểm kéo thôi, và chúng ta cũng sẽ không tham gia. Cổ phiếu SBT hôm nay chia, như vậy là chia xong thì cái vùng đâu nhỉ, cái vùng 16 sẽ trở thành vùng 15.5. Và hiện tại thì cổ phiếu sau những cái điểm đánh thoát lên và cổ phiếu đi ngang 2 tuần cũng tương đối khó chịu, bởi vì cái cổ phiếu này là chúng ta đã khuyến nghị đầu tư. Thì cái quan điểm hiện tại của Hùng là cái vùng ở đây là cái vùng bao nhiêu đây nhỉ, sau chia là khoảng vùng 15.2 đi. Ở cái vùng 15.2 nó không gãy thì thôi chúng ta cứ tiếp tục cầm nắm, còn nếu ngược lại những vùng 15.2 mà gãy thì chúng ta bán, bởi vì khi 15.2 mà gãy thì nó sẽ có xu hướng là trả lại cái cung thấp hơn, đó là vùng 14.5 ở cận kề. SLS thì sẽ tạo nền lại ở quanh vùng 57 đến vùng 57.5. LSS sau khi tăng được khoảng 16% chạm vùng 7 thì em này đang có những cái nhịp những cái nhịp test cung đây tương đối đẹp. Và những cái nhịp này chúng ta xem nào, chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu hồi và cũng sẽ có những cái điểm phát động để chúng ta sẽ gom lại cổ phiếu này. Hiện tại chúng ta quan sát ở biên ở đây là biên 6.2 đến 6.35, trung bình là 6.3. Và kỳ vọng từ vùng 6.3 này thì cổ phiếu này sẽ đánh lại về vùng 7,
tức là tăng được 0.7, 0.7 chia cho giá vốn 6.3 được bao nhiêu các anh chị? Thử chia cái, 0.7 chia 6.3 được khoảng 11%, thơm rồi, nhịp làm 5% đã là sướng lắm rồi. Rồi, chúng ta nhóm ngành dệt may, chúng ta phân tích mã cổ phiếu TCM. Duy nhất chỉ phân tích TCM thì trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì chúng ta kỳ vọng là TCM sẽ cán cột mốc vùng 26. Đó, khi cái vùng đệm ở đây đó là vùng 23 đến vùng 23.5. Tích lũy thành công và điểm sâu nhất là điểm 23 không gãy thì sẽ đánh về vùng 26. Cổ phiếu VGT là cổ phiếu khuyến nghị mua ở trong thời điểm hiện tại, bởi vì nhìn thấy là cũng sau một cái gì nó đổ nát thì bây giờ cũng đang nhìn thấy có một cái ánh bình minh ở đây. Và cái vùng khuyến nghị để tham gia của trong nhịp này đó là quanh vùng 8.7 sẽ thăm dò, thậm chí là có thể sẽ có cái giá nó sâu hơn một tí ở đây, đó là vùng 8.7 đấy, 8.5. Đó, vùng nói chung là 8.5, 8.7, vùng 9. Và đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ kỳ vọng là cổ phiếu sẽ bật lên từ đây. Đó, đây là vùng bật lên từ đây. Và sau những cái điểm bó ngon thì cũng sẽ có thêm những cái đánh giá tiếp theo. Chúng ta sẽ phân tích mã ngành cổ phiếu cao su. Cao su. GVR. GVR là một, cũng là một cái hành trình mà mình đi phân tích khá là dài rồi. Từ những cái vùng đâu đó trước chia ở dưới này. Và vùng giá mục tiêu 14 đã hoàn thành, và sau đó thì chúng ta đang kỳ vọng ở vùng 15.5 đến vùng 16. Và trong tuần vừa qua thì đã đạt, gần như là đã đạt được cái vùng giá mục tiêu của chúng ta ở đây, đó là vùng 15 cộng. Và sau cái đạt 15 cộng, cổ phiếu test tích lũy những điểm test thế này, gọi là những điểm test cực kỳ thành công. Và mục tiêu là cổ phiếu sẽ công lại vùng 15.5 đến vùng 16. Có vượt thoát được vùng 16 thì nó cũng sẽ mở ra một cái chân trời rất là mới. Và bản thân cổ phiếu GVR thì trong team vùng này đang cầm rất nhiều tài khoản cầm cổ phiếu này. Bởi vì cái lực đi của nó rất là chậm rãi, nó đi khá là từ tốn, đi đến đâu nó xây đến đấy thì rất là đẹp. GVR nó sẽ đi cùng với con nào? Đi cùng với ship. GVR tăng thì ship cũng sẽ tăng, và ship thì trong những cái phân tích định lượng vùng đây từ vùng đâu đó, từ vùng giá 75 và chúng ta sẽ kỳ vọng lên vùng 85, từ vùng 85 này đó cổ phiếu test test lại không gãy thì như vậy là kỳ vọng lên vùng 90 đến vùng 95 của ship ở trong nhịp đánh này, với lực cầu đánh của ship là tương đối tốt và ổn định ở trong thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Và ship nó sẽ đi cùng với em nào? Đi cùng với cổ phiếu GVR đó. À, VGR. Không phải. Cái thằng này nó suốt ngày nó bị lẫn cái mã cổ phiếu này, cái ký tự nó khó nhớ kinh khủng. Đây. VRG nó sẽ đi cùng với VRG. Mấy cái em cao su này nó cứ thay đổi ký tự liên tục. Thì nó sẽ đi cùng với em này, và em này thì cùng đã có phân tích ở trong cái nhóm ngành cao su từ cái vùng ở đây, đó là các anh chị có thể xem lại vùng 16 đến vùng 18, và trong cái biên kỹ thuật của nó là vùng 17.5. Vùng 17.5 thì sẽ lên vùng 22. Vùng 22 test tích lũy thành công thì sẽ lên vùng 3x, và hành trình về vùng 3x của cổ phiếu này nó cũng không còn là xa. Khi mà lực cầu tương đối tốt, tương đối ổn định vào cái mã này thì cái tính tạo lập nó rất là tuyệt vời, rất là ok. Rồi, và trong tuần vừa rồi thì mã cổ phiếu PHR. PHR đang tích lũy trở lại ở đây, đó là vùng 54 đến vùng 55. Và hiện tại với lực cầu thấp như thế này thì cổ phiếu nó sẽ cũng chưa có nhiều cái dư địa. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật là cổ phiếu này thoát được cái vùng 55, đó là thoát được vùng chết rồi. Tức là có nghĩa là khả năng là không chết nữa và hồi phục. Và giá cao su thế giới thì đang tăng. Đó, và một cái mã cổ phiếu này rất là tiếc. Tiếc ở góc độ như thế nào, đó là cái mã cổ phiếu này là mã cổ phiếu mà Hùng Lê ngày 19 tháng 10 là mừng ngày chị em phụ nữ đó, ngừng ngày 20 tháng 10. Tại cái thời điểm đó phân tích thì giá cổ phiếu này là 4.8,
Và trong trong cái giai đoạn đó thì dự kiến là sẽ chỉnh về khoảng vùng 4.5 thì sẽ mua. Đó, sẽ dự kiến về vùng 4.5 thì mua, và cổ phiếu này là cổ phiếu chào mừng ngày 20 tháng 10. Và dành cho anh em con trai chứ không dành cho chị em phụ nữ, mua để coi như là kiếm tiền tặng hoa. Thì trong phiên ngày sau cái phiên này thì dự kiến là mua ở điểm 4.5, tuy nhiên là phiên này thì em mới kéo một phát là không, tức là trả cung được có 4.7, tức là nó chưa đạt được đến cái kỳ vọng của ông Lê, thì ngay lập tức là em mới kéo lên mất, và kéo lên mất như thế này. Và hôm nay về 6 rồi các anh chị, 4.5 mà về 6 là 1,5, 1,5 mà chia cho 4.5, ôi rồi 33% các anh chị, trong tuần 33%, sót ơi là sót, tiếc ơi là tiếc, và cũng gần như là không anh chị nào vào được, bởi vì là ở sau một phiên kéo như này và nó kéo tiếp như thế này thì gần như là chúng ta sẽ khó để chúng ta vào đó. Nếu mà trả cung một phát thì là cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu đậm đà. Rồi các anh chị, bây giờ là bao nhiêu đây, 1:34, chúng ta phân tích thêm mã hai cái mã cổ phiếu này nữa này, VLC mà các anh chị cũng đang, cái mã này là cái mã về chăn nuôi này, và cái mã này là cũng đang nằm trong tay của Vinamilk, nó đang tái cấu trúc, và chính vì câu chuyện tái cấu trúc nên là ngày xưa thì cũng có đề cập cho các anh chị vùng 22.5 hai cổ phiếu này đi lên thì cái con này là cái con mà chúng ta nên mua và nên cầm nắm. Vì sao? Bởi vì khi về tay Vinamilk nó tái nông trường sữa Mộc Châu, khi nó về tay Vinamilk nó sẽ khác với nhà nước rất nhiều các anh chị, nó sẽ khác với nhà nước rất là nhiều so với tái cấu trúc. Thì có thể cái vùng sau cái, thực ra chúng ta phân tích ở vùng 22 và đâu đó về đến vùng 28 thì một số các anh chị chốt ở vùng 28 rồi, và sau đó thì nó dằng dẵng nó đi ngang ở vùng 27, và phiên cái dòng tiền nó đang quay trở lại thì có thể cái vùng 27 sẽ là cái vùng mà chúng ta nên cơ cấu tiếp theo. Mã cổ phiếu GTN thì đã khuyến nghị anh em bắt rồi, bắt cách đây 2 hôm hay sao, GTN cách đây 3 ngày các anh chị đã bắt đầu bắt rồi, bắt rồi, bắt 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 đáy. Và phiên ngày hôm nay thì khuyến nghị mua hết, bởi vì là phiên ngày hôm nay thì dòng tiền bắt đầu ngóc đầu đi lên đấy, rồi tín hiệu đường MACD bắt đầu hướng lên và chính thức là xác nhận cái xu hướng hồi kỹ thuật, và sau cái điểm bắt 3 ngày trước thì bây giờ hôm nay hàng về rất đẹp và chúng ta lên đường. Ok, đó, rồi. Thêm một cái nhóm ngành thủy sản nữa các anh chị nhé. Rồi Hùng sẽ đi về câu chuyện phân tích thị trường, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. MPC, hình như MPC đang có một cái thông tin nó khá là tiêu cực, nên là chính vì vậy nên là em mới rơi. Thì về bản chất là trong cái nhịp phân tích sóng lên đó là vùng 30, 32 thì đã đạt, và sau đó thì cái vùng hỗ trợ đấy các anh chị thấy không ạ, vùng 30. Nên là cái câu chuyện khi nào bán cổ phiếu đó, và cái hình này thì đã được dự báo sớm. À đấy, đúng rồi. Đấy, cái mũi tên này là đã được dự báo cho các anh chị khi mà Hùng phân tích bản tin tuần, đó là nếu như có một cái tín hiệu mà nó bị gãy vùng 30 thì như thế là nó cắm đầu vào đây các anh chị, nó cắm đầu vào này. Và nó cắm như thế này thì nó chưa dừng đâu các anh chị, chưa dừng đâu. Đừng có vội bắt đáy là chết đấy. Tại sao mà chúng ta lại bắt đáy con GTN? Đấy. Tại sao lại khuyến nghị bắt đáy con GTN và tại sao con MPC chúng ta lại MPC con MPC Hùng lại không khuyến nghị bắt đáy, thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh từ từ, bởi vì khi mà cái đường 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 mà nó đang rơi thì có thể đây là nó chạm về cái vùng hỗ trợ đây này, vùng 26, nhưng mà chúng ta phải xem cái tín hiệu ở 26, biết đâu được 26 nó vòng vo được 1-2 phiên xong nó lại toàn phát như thế này thì như vậy là chúng ta sẽ toi đấy. ACL thì nó hơi thiên về cái thằng đầu cơ nên là cũng không có phân tích, nhưng mà kháng cự đây rồi 14. Cổ phiếu VHC. Rồi VHC ở đây đó là ở khoảng vùng 40 40. 40 đang có một cây nến hút lại như này, tuy nhiên là nó cũng chưa sẽ ổn định mà chúng ta sẽ cần thêm tín hiệu. Cổ phiếu CMX. À không, FMC, CMX không phân tích. FMC. FMC thì rồi ok, anh chị đang chúng ta tìm lại vùng hỗ trợ của nó ở đây ở vùng 30. Trong tuần thì đã có một cây nến test về 30, sau đó cây nến này kéo lên. Sau cái điểm kéo lên này thì nó sẽ trả lại cung ở khoảng vùng 30 ở đây này, khoảng vùng 31.
30.5, khoảng vùng 30.5 là đẹp đó, và vùng 30.5 không gãy thì MC sẽ có một cái lực hồi ở đây. ANV ANV trong phân tích tổng thể đó, đây không gãy vùng bao nhiêu đây này, không gãy vùng 18.5 sẽ công lại về vùng 20, và trong cái ý đồ tạo lập thì khả năng MV đang muốn kéo một cái nhịp từ đây lên đến vùng 22. Anh chị nào đang cầm thì chúng ta sẽ canh để chúng ta cầm tiếp. Khả năng là chúng ta sẽ phân tích nốt những cái mã cổ phiếu KSB, bởi vì cái mã này là cũng rất nhiều anh chị em chúng ta quan tâm. Thì về đối với bản thân KSB là khi mà có những cái nhịp mà đánh lên như này thì các anh chị có hỏi ủng mua không, thì ông bảo cứ từ từ. Để trong về mặt quan điểm là KSB có thể đánh tiếp, nhưng cái đoạn này là chúng ta cần phải đánh giá lại thêm cái xu hướng mà cái cổ phiếu này tạo nền ở vùng 30, sau đó đánh lên vùng 32. Hãng cứ chờ cho em ấy đi ngang đi ngửa trong cái vùng này đã, và sau đó khi ông cảm thấy cái tín hiệu ở kỹ thuật mà nó chín muồi thì cái đấy ông mới khuyến nghị của chúng ta tiếp tục đầu tư. Mã cổ phiếu DHC thì rất là ok, đây là một cái mã cổ phiếu mà ông đã có phân tích khuyến nghị anh chị em ở trên room, và cái vùng 44 không gãy thì cái xu hướng nó đánh về vùng 50 thôi. Anh chị đang cầm thì chúng ta sẽ cầm tiếp. Cổ phiếu DHA. DHA thì trong thời điểm hiện tại là đã hoàn thành cái vùng 40 và đang dự phóng là sẽ kéo vượt thoát vùng 40. Trong tuần thì có một cây nến đánh vượt thoát đấy này, nhưng mà chưa thoát được này. Chưa thoát được thì cổ phiếu thường nó sẽ có xu thế test lại ở đâu đó khoảng vùng 37.5. Đây là những cây test ở vùng 37.5 khá là đẹp đó đối với cổ phiếu này. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể quan sát ở vùng 38.5, cổ phiếu sẽ có những cái điểm 38.5, và sau khi nó thoát được vùng 40 thì như vậy là nó sẽ đi về một cái trend ở trên này, thì Hùng sẽ tiếp tục cập nhật. Cổ phiếu Hà T1 kết quả kinh doanh không được ok lắm, tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta cứ quan sát vùng 16. Vùng 16 đã cầm đến đoạn này thì vùng 16 sẽ là cái vùng đệm kỹ thuật. Còn nếu mà trường hợp mà vùng 16 tiếp tục không được giữ được thì như vậy là chúng ta sẽ bán, bởi vì như vậy là cổ phiếu sẽ có xu hướng trả cung về cái vùng rất là sâu ở dưới này, đó là khoảng vùng 14.5 đến vùng 14.5 đến vùng 14. Như vậy là còn một mức giảm tương đối ở đây thì chúng ta nên thoát. Cổ phiếu IDC. IDC là một cái mã cổ phiếu rất là thành công, và Hùng đã có phân tích từ những vùng rất là sớm, và hiện tại thì đã hoàn thành những vùng giá mục tiêu 26. Cái cổ phiếu IDC là đâu đó, IDC phân tích từ cách đây 2 tháng là chúng ta đã nói đến cái câu chuyện là chính thức về IDC. Thì IDC rồi, rất là đẹp, rất là tuyệt vời đấy các anh chị. Ở đây là đến vùng 26, và thường thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test tích lũy ở đây, và nó sẽ test sâu hơn một tí, nó điểm sâu hơn có thể đến là khoảng vùng 25.3 gì đó, khoảng cái vùng đó. À không, khoảng vùng 25 đấy, nó sẽ test lại sâu, có khi là sẽ có thể là vùng 25 chứ không phải 25.3 đâu. Những cái điểm test này không gãy thì cổ phiếu sẽ đánh lại vùng 26, vượt thoát vùng 26 chúng ta sẽ có những cái vùng giá mục tiêu tiếp theo ở đây. Rồi các anh chị, mã cổ phiếu BMI cũng là một mã cổ phiếu rất là quen thuộc, và rất nhiều những anh chị cũng đang quan tâm. Đến thời điểm hiện tại thì sau khi mà cổ phiếu hoàn thành vùng giá mục tiêu 29, dự kiến là nó test ở vùng 28 không gãy, nhưng mà nó test sâu hơn, đó là nó trả về tận vùng 27, và lượng vol cũng đang thấp như này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng vận động ở trong vùng 27 đến khoảng vùng giá 29. Nó sẽ vận động trong cái biên này, và sau khi thoát cái biên này xong á, thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo của BMI. Cổ phiếu CVT là một mã cổ phiếu rất là thành công, và hiện tại thì CVT cũng đã khuyến nghị là xúc thêm rồi. Sau khi mà cổ phiếu này hình thành được cái nền tích lũy ở đây 22.5 đến vùng 23, và sau đó thì những cái điểm mua tiếp theo ở 23.5, và với xu hướng hiện tại thì chúng ta kỳ vọng CVT sẽ đánh về vùng 26 cộng đến vùng 27. Và CVT cũng đang bước vào một cái sóng dài, và rất có thể là CVT có thể cán cột mốc 3x. Tuy nhiên đấy là một cái triển vọng xa, còn chúng ta đi đến đâu chúng ta sẽ xây đấy. Cổ phiếu CSV cũng là một cái mã cổ phiếu rất là thành công. Chúng ta không bắt được cổ phiếu DGC, nhưng chúng ta bắt được cổ phiếu CSV, và sau đó thì chúng ta liên tục đi xây dựng những cái target của cổ phiếu này. Và đến tuần này thì nó hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 31. Phiên ngày hôm nay thì ông kéo lên đến tận 3 mấy, xong ông lấp lại gap. Nhưng trên góc độ kỹ thuật
là trên góc độ kỹ thuật thì em này em mới cần phải lấp lại các anh chị về thuần về kỹ thuật là em mới phải trả lại cung ở vùng 30, vùng 30 không gãy, tức là nó phải xây như này đó, xây lên thế này và vùng này không gãy thì lúc đó em mới kéo đi được chứ không phải cứ kéo ầm ầm như vậy đâu, đúng không ạ? Rồi. Cổ phiếu PAC, PAC là một cái mã cổ phiếu vùng phân tích song song cùng với mã cổ phiếu BFC. Tuy nhiên đến cái thời điểm hiện tại thì cái cổ phiếu này nó đi rất là chậm. Chậm nhưng mà nó lại đi theo một cái sóng dài. Và cái vùng mà chúng ta phân tích định lượng ở vùng 19 đến vùng 2 à, vùng 20 đến vùng 21 đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu đã đi thoát được cái nền 26. Và khi cổ phiếu thoát được nền 26, có thể đây nó sẽ có những cái điểm test lại các anh chị đó, đi nó đi về 27 này. Và nó sẽ test lại cung ở vùng 26 không gãy thì Bắc nó sẽ đi rất là bền. Và sau một cái điểm đổ gãy thì chúng ta sẽ có một cái chu trình đi lên và đến những cái thời điểm chạy nước rút, các anh chị yên tâm những phiên giao dịch từ 400.000 đến 500.000 cổ phiếu chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể bán PAC được. Đó, thanh khoản của PAC nó không phải là thấp đâu. Còn đây là những cái giai đoạn mà nó đang chạy, những cái đoạn khởi động đó thì cái thanh khoản nó sẽ thấp hơn và đây là những cái giai đoạn mà tạo lập người ta đang gom dần dần và đến cái thời điểm đó là bắt đầu nổ cầu. Thì cái nổ cầu đó thì nó có hai cách để nổ cầu. Một là họ sẽ bán ở tài khoản A và người ta mua ở tài khoản B. Đó, hai là cái lực cầu từ bên ngoài nhà đầu tư cá nhân, khi nhìn thấy cái lượng và giao dịch tốt thì mọi người cũng sẽ đổ tiền vào để chúng ta mua. Thì đấy là những cái cách trên thị trường, nó rất là nhiều những cái yếu tố mà chúng ta thường là nhà đầu tư sẽ không biết được. Và đấy là những cái cách mà người ta tạo lập cổ phiếu, tạo lập thị trường. Rồi, ok. 1 giờ 45 phút. Hùng uống cốc nước. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi 5 phút cuối cùng để chúng ta nói về khá là khan cổ rồi các anh chị. Nói về xu hướng của thị trường thì ngay cái đầu phần đầu bản tin thì cũng đã có những cái đánh giá, những cái kịch bản rồi. Thì chúng ta sẽ không nhắc lại. Đối với xu hướng hiện tại của thị trường, đó vẫn là một trend long vẫn là một trend chủ đạo của thị trường trong cái thời điểm hiện tại. Và cái xu hướng trong cái hành trình về cái vùng giá 790 đến 975 của VN Index là hoàn toàn có thể hiện thực. Phiên tuần tới thì VN Index có thể test lại ở vùng 955 điểm, 955 điểm đến vùng 960 điểm. Đấy là cái vùng mà VN Index có thể test lại cung. Đối với chỉ số VN30 sẽ nằm ở biên khoảng 925 đến 930 điểm. Và đối với chỉ số VN30 F1M thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, 925 đến 930. Các cái cột mốc của VN30 hành trình về vùng 945 đến 950 điểm và VN30 F1M cũng như vậy. Thì đây là những cái hành trình mà chúng ta kỳ vọng sẽ có được trong 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 tuần mới, tuần giao dịch cuối cùng của tháng 5. Và để chúng ta kết thúc một cái tuần giao dịch trọn vẹn, để Hùng Lê cùng với tất cả những anh chị em là tình nguyện viên ở trong team sẽ hành trình về miền Trung, hành trình về những người dân đang bị vùng lũ, đang rất là khổ và người ta cũng đang rất là vất vả ở trên đó. Thì đấy là một vài các cái ý mà Hùng Lê chia sẻ về cái xu hướng thị trường trong tuần mới. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ thử xem là ban tổ chức của chúng ta báo cáo tình hình một tí. Ban tổ chức về miền Trung. Đến thời điểm hiện tại là số dư của chúng ta tính đến ngày 21 giờ 53 phút ngày 23 tháng 10 91 triệu 600 nghìn đồng. Đó là số tiền đã được quyên góp huy động sau gần 48 giờ. Và Hùng Lê rất mong là cộng đồng của chúng ta chứng khoán chiến binh trên từng con sóng là một cái nơi để chúng ta phát huy những cái tinh thần tương thân tương ái, là những nơi quy tụ những anh chị là những cộng đồng nhà đầu tư thành công, là một cái nơi mà để chúng ta sinh hoạt và một cái nơi để chúng ta chia sẻ những cái giá trị của chúng ta đến với cộng đồng. Thì Hùng Lê mong muốn rằng là cái chương trình hành trình về miền Trung của chúng ta sẽ được các anh chị chia sẻ lên Facebook, lên các cái đội nhóm và những cánh tay của nhà đầu tư, những cánh tay của những anh chị em là cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. Nó sẽ là cơ sở, nó sẽ là tiền đề cho một cái cuộc hành trình về miền Trung thành công.
Ông Lê thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái bản tin tiếp theo. Ngày hôm nay thì Ông Lê cũng 2 tiếng đồng hồ để ngồi nói với anh chị, vừa nói về thị trường, vừa nói về một cái chương trình thiện nguyện rất là ý nghĩa. Và những anh chị em nhà cộng đồng nhà đầu tư đang ở Quảng Trị thì có thể liên hệ với Ông Lê để làm sao đó khi đoàn của chúng ta về đến Quảng Trị thì chúng ta sẽ hội quân ở trong đó, để chúng ta mỗi người một tay, mỗi người một việc, và chúng ta sẽ mang những cái phần quà, những cái tình cảm của khắp mọi miền đất nước, và tình cảm cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài. Hiện tại là đã có các anh chị ở Đức, ở Hàn, rồi ở Nhật đã có những cái đóng góp để gửi về trong cái hành trình này, thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Một lần nữa mong muốn cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ chia sẻ, lan tỏa những cái giá trị này. Và thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà trong bản điểm tin tối thứ sáu của tuần tới, và phần 2 và phần 3 của chương trình Hành Trình Về Miền Trung Thân Yêu. Thân ái chào tạm biệt một lần nữa, hôm nay hơi vui đó, rất là tuyệt vời anh chị, tình cảm khi mà mọi người đóng góp và ủng hộ một cái chương trình như vậy dưới cái góc độ mà Hùng Lê tổ chức phát động như vậy, thì đến thời điểm này là Hùng Lê cũng rất là cảm động, không biết nói gì hơn. Thôi chào cả nhà, và chúng ta sẽ gặp lại trong các cái bản tin tiếp theo.